Học khá giỏi là bạn nào không? Để lát nữa tôi hỏi bài. Thì em cũng không biết nữa thầy ơi. Không biết là mình là ngày xưa cấp hai học trường nào? Dạ, cấp 2 em học trường Trung Mỹ Tây thì. À, vậy là gần Mỹ Đức Cầu rồi. Dạ đúng rồi. Ở đây là thầy thấy nhã Uyên là Uyên Uyên. Uyên. Dạ. Cấp 2 bậc trường nào Uyên? Dạ Nguyễn Khương. À, Nguyễn Khương rồi, chắc là học sinh khá giỏi được không? Dạ cũng được. Rồi thầy thấy là Minh Hưng nè, Minh Hưng. Dạ thầy. Minh Hưng. Minh Hưng Dạ. là ngày xưa học trường nào Hưng? Dạ Hả? xưa em học ở Tân Sơn đó thầy. À, Tân Sơn à. Dạ. Tại vì thầy phụ trách đội chuyên hóa lớp 10. Nên nếu mà lớp mình mà đứa nào mà khá giỏi là đăng ký cái lớp đó nha. Để mai mốt thầy cho thi học sinh giỏi cấp thành phố. Điểm này là quan trọng lắm đấy nha. Điểm này là mai mốt phải dùng để xét vô đại học đó nha. Hôm nay mình ôn tập tiếp. Bình Bình có thấy đề trên màn hình chưa Bình? Giờ thấy rồi Bình thầy. Giờ hôm thấy qua là mình làm xong câu 5 được phải không? giờ đúng rồi. Hôm qua mình làm xong câu 5 được phải không? Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ làm tiếp câu 6. Mình làm màn hình là mấy đứa thấy đề được phải không? Rồi. Rồi. Rồi coi câu 6, coi câu 6. Rồi mấy đứa coi tiếp cho thầy câu 6, lấy giấy bút ra. Nguyên. Nguyên. Dạ. Có thấy đề trên màn hình không Nguyên? Dạ rồi. Rồi, vậy là coi đi, coi đi. Lấy giấy bút ra, lấy giấy bút ra bắt đầu làm luôn. Câu 6.
Hãy
Chương trình lớp 10 thì các em lưu ý nha, là nó tiếp tục cấp 2, tiếp tục cấp 2. Minh. Dạ thầy. Bây giờ. Dạ thầy. Tôi nói nghe rõ không? Dạ rõ ạ. Chương trình lớp 10 chúng ta lưu ý nha, là nó tiếp tục cấp 2. Và là đầu tiên là các em ôn lại kiến thức cơ bản cấp 2. Thì vừa rồi là chúng ta có làm 5 câu đầu rồi đó. Cho là mình phải hiểu và ghi được các phương trình và đứng ra. Hiểu được quy luật và đứng ra. Rồi, một số kỹ năng làm bài tập. Và hiện nay đó, theo yêu cầu lớp 10 đầu năm, thì dạng bài tập cơ bản đầu tiên là xác định tên nguyên tố. Mà chúng ta đang làm cái phần này đây. Cái dạng bài tập này lưu ý nha. Đây là cái dạng bài tập đầu năm của lớp 10. Thì chủ đề của nó là xác định tên kim loại. Hay nói khác đi, xác định tên nguyên tố. Cái nguyên tắc làm đầu tiên là các em gọi R, đặt R là tên kim loại. Rồi sau đó người ta cho cái gì thì mình xét và đứng ở đó. Người ta cho cái gì thì mình xét và đứng ở đó. Rồi dựa vào dữ kiện mà đề bài cho thì mình tìm số mol cân chất mà đề bài cho. Thì nguyên tắc là như vậy. Và mình dựa vào số mol cân chất đã biết để tìm số mol cân chất chưa biết. Rồi. Lớp học tập lớp mình là ai á mình? Dạ bạn Trân ạ thầy. Trân phải không? Trân. Rồi đâu Trân, đâu Trân? Dạ thầy. Rồi em làm cho tôi cái bài 6 này coi. Thấy cái đề trên màn hình chưa? Dạ thấy rồi thầy. Rồi. Thầy ơi. Thầy giảng lại một lần nữa đúng thầy, hồi nãy mấy con bị đơ á thầy. Thầy ơi. Thầy. Mình ơi. Dạ thầy. Rồi. Câu 6 à, em ra nhiêu? Dạ em ra là 23 là natri gì vậy? Rồi, bây giờ cách làm nè, cách làm tôi hướng dẫn lại nè. Thì nguyên tắc là mình gọi R. Nguyên tắc là mình gọi R là tên kim loại. Đúng không? Thì ở đây các em nhớ nha. Để bài cho là cái lời kiềm và liệu ngầm lõi chi 1. Theo đề bài là hòa tan kim loại trong axit. Theo đề bài là hòa tan kim loại trong axit thì quy luật kim loại tác dụng là cho ra muối giải phóng hydro và không. Ở đây các em lưu ý nha, vì người ta cho là kiềm, và liệu ngầm là hóa chi mấy 1, nhớ nha. Vậy là muối có dạng là gì? Muối có dạng RCl, và vì kim loại mình là kiềm hóa chi 1. Rồi, sau khi ghi phản ứng xong là các em phải cân bằng ngay nha. Đó. Và là nguyên tắc làm là như vậy. Đầu tiên là các em ghi phương trình phản ứng ra. Đầu tiên đó. Là ghi phương trình phản ứng ra. Rồi cân bằng đầy đủ.
Sau đó, đó chúng ta tìm someone hero, người ta cho cái gì mình tìm someone cái đó. Rồi Minh 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 Minh, trên màn hình là tôi ghi bài dạy, có thấy không Minh? Tôi thấy rõ mà thầy. Tôi ghi bút đỏ. Tôi thấy ạ. Rồi em bấm hết rồi, someone hero coi. Dạ, rồi bấm hết rồi, hero coi Minh. Dạ hai không rồi. Vậy là rồi, vậy là có summon của hero rồi. Thế phương trình đây, vậy là nguyên tắc nhớ nha, người ta cho cái gì á thì các em tìm summon cái đó. Rồi trên cơ sở summon các chất đã biết, mình tìm summon các chất chưa biết, vậy là summon của R là nhân 2 là 0,4 phải không? Đúng không? Hero là tam suất, tam suất nhân 2 chia 1. Rồi có số mol rồi, vậy là suy ra mà lớn được không? Được. Đúng không? M lớn là bằng M nhỏ chia cho N. Rồi chia ra bên. Dạ bằng. Đúng rồi, chia số mol. Rồi chia ra bên. Dạ ra 23 thì. 23. 23 thì cái mở bảng, cái mở bảng tuần hoàn ra. Đúng rồi. Cái mở bảng tuần hoàn ra cái cột số 1 ra. Cột số 1 đó. Kêu là kiềm là tập hợp các nguyên tố nhóm 1. Và là kem tra ra. Thì nguyên tắc tìm nguyên tố. Nguyên tắc tìm nguyên tố. Và kem tìm khối lượng nguyên tử nguyên tố đó. Hay còn gọi là nguyên tử khối. 23 là natri. Được không? À, vậy là suy ra natri. Rồi câu B. Câu B làm sao mình? Dạ thầy là áp dụng cái định luật bảo toàn khối lượng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thì người ta nói là sao? Người ta nói là tìm nồng độ phần trăm dung dịch nè. Đúng không? Vậy là mình phải tìm chất tan. Chất tan là muối đấy gì? Đúng không? Dạ. Sau khi phản ứng thì dung dịch tôi được là muối nè. Hydro là khí bay đi rồi nha. Hydro là khí bay đi rồi. Vậy là dung dịch của mình bây giờ là muối phải không? Đúng không? Dạ. Yêu cầu là tìm C phần trăm. Vậy là phải tìm chất tan là 1. Rồi dung dịch là 2. Dung dịch thì mình phải tìm HCl. Dung dịch đó là mình phải tìm HCl. Thì theo phương trình, theo phương trình summon của HCl có rồi, là summon HCl là 0,4 đúng không? À, vậy là chúng ta tìm được dung dịch HCl đây. Đầu tiên là phải tìm dung dịch HCl nha. Đầu tiên đó là mình phải tìm dung dịch HCl. Rồi thì công thức M dung dịch là bằng chất tan, đúng không? M dung dịch là bằng chất tan nhân cho 100. M dung dịch đó bằng chất tan nhân 100 chia cho C phần trăm, đúng không? Thì đây HCl cho rồi 20%. Rồi bấm máy ra mình. Dạ thầy ra bằng 80 bằng 73 rồi. Rồi vậy là dung dịch HCl là 73. Rồi sau đó mình áp dụng định là bảo toàn khối lượng phải không? Dạ đúng. Đúng không? Rồi định là bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Thì ta có là tổng các chất tham gia định là bảo toàn đó. Thì theo định luật tổng khối lượng các chất tham gia bằng tổng khối lượng các chất sinh ra. Tham gia là kim loại là dung dịch HCl là sinh ra là dung dịch muối cộng hydro, đúng không? Rồi em cho tôi biết coi mình, vậy là dung dịch muối, dung dịch A đó. Dạ. Bằng cái gì đọc ra? Dạ, dung dịch A thì sẽ bằng m dung dịch HCl cộng với m của Na. Cộng cái gì? Dạ. Kim loại, đúng rồi. Kim loại cộng với HCl là. Dạ. Rồi gì đó?
giờ trừ đi cái trừ info hero đó, vào giờ thì nó bay đi. hero, đúng rồi, trừ hero. Hero có rồi, hero là không ai rồi, bấm máy rồi, bấm máy rồi. Bây giờ dung dịch này là nhiêu gam? Dạ bằng là 81,8 và81,28 mình. À, đúng rồi, 81,8. Rồi, vậy là có dung dịch rồi, tìm xem phần trăm được chưa? thôi. Được rồi. Đó. Rồi, vậy là xem phần trăm bây giờ là muối. Dung dịch muối. Đúng không? Số mol của muối là 0,4 là bên. Số mol muối là 0,4 vào. Dạ đúng rồi. Rồi, nhân cho muối là 58,5. Nhân cho muối là rồi nhân 100 Chia cho tám chia mươi cho dung tám dịch mới tìm. Rồi bấm máy ra, bấm máy ra. giờ xấp xỉ 28,6% rồi. Bấm máy ra. Rồi, 28,6. Rồi rồi, cảm ơn các bạn. Rồi mấy đứa kia phải sửa vô. À, đề này là thầy sẽ gửi trên Zalo lớp nha. Đề này á, thầy gửi trên Zalo lớp. À, vậy là các em lưu ý nha, cái dạng bài tập đầu tiên của lớp 10 chúng ta là cái này, xác định tên nguyên tố. Thì cái nguyên tắc chung á, để mà xác định tên nguyên tố đó là các em phải tìm nguyên tử khối, khối lượng nguyên tử nguyên tố đó, nhớ nha. Rồi, ôn lại cho tôi một số quy luật, rồi một số kỹ năng làm bài tập. Bây giờ chúng ta qua bài số 7. Rồi mấy đứa lấy giấy bút ra làm thử bài số 7 có làm được không? Rồi đâu hiểu 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 rồi hiểu 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 rồi hiểu hiền hiền Dạ thầy. hiền Dạ rồi thầy. hiền em coi cho tôi bài số 7 coi, em làm bài 7 chưa? Dạ em đang làm. Câu A em là ra nhiêu? Dạ chưa ra, em đang làm, thầy đợi một chút nữa được không ạ? Vẫn là Rồi rồi cứ làm đi, cứ làm đi, cứ làm đi. Natri rồi. Ừ đúng rồi, vẫn là natri, đúng rồi. Rồi để cho nhà người khác. Tranh thủ làm tiếp cái bê của xe luôn đi. Rồi Cái gì nó Hiền, natri lên không? Dạ em đang làm thì đợi một chút nữa à. Ừ, đầu tiên là gọi R là Mình kim vô loại như thế nè, nào, mình phải vô đúng cái không? đô này. Theo đề bài là kim Rồi, loại đối với cái này bấm tác cái dụng với nước. gì? Theo đề bài kim loại tác dụng với nước. Thì ở đây các em lưu ý nha. Rồi Thực cái nghiệm cho thấy là chỉ có kim loại mạnh mới tác dụng với nước. Thì kim loại mạnh là kim loại kiềm.
và kim loại có nhóm canxi. Dạ. Vô cái linh này đúng không mẹ? Quy luật. Chặt quá. Kim loại tác dụng với nước. Sản phẩm cho ra là hydroxit giải phóng hydro. Đây là quy luật quên, chung nha. Quy luật chung. Tức là khi mà cho kim loại tác dụng với nước thì sản phẩm thu được là hydroxit và giải phóng hydro. Và các em nhớ nha, chỉ có kim loại mạnh như là kim loại kiềm và kim loại phân nhóm canxi là nhóm 2 á mới tan trong nước nha. Rồi. Rồi Minh Minh, em bấm vào hydro các bạn. Dạ thầy là 0,1. Đúng rồi. Hydro ta cho là 2240. Độ ra lít là 2,24 vào. Đúng không? Rồi. Vậy là số mol hydro là 0,1. Rồi. Thế hydro vô phương trình. Từ số mol hydro này suy ra số mol kim loại R nhân đôi. Đúng không? Rồi, nhân 2 lên. Rồi. Có số mol kim loại rồi, có khối lượng rồi, kim loại cho khối lượng rồi nè, vậy là suy ra M vào, đúng không? Và công thức M là bằng khối lượng nè, chia số mol 23, đúng rồi. Vậy là câu A là natri ha. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, Linh. Dạ thầy. Linh rồi. Dạ. Em làm câu B chưa Linh? Câu B dạ, đang làm thầy. Câu 7B. Dạ, đang làm. Đang làm phải không? Dạ. Rồi, đang làm. Thầy đợi xin. Rồi, Giang. Dạ, sắp xong Giang, rồi. Câu B làm chưa Giang? Dạ, sắp rồi, xong. Rồi, sắp xong rồi phải không? Rồi. Rồi, cơ bê đáp số bao nhiêu? Linh. Cơ bê đáp số bao nhiêu? Linh. Thì em đang bấm máy tính rồi. À. Bình. Bình. Cơ bê em ra nhiêu Bình? Khoảng chắc là 14,1%
Minh ơi, Dạ thầy. Minh ơi, có nghe thầy nói gì không? Dạ có nhưng mà nó hơi lắc cái thầy. À, tức là cái bạn à? Nhưng mà Dạ nghe chưa, nghe chưa? nghe rồi ạ. Nghe chưa? Dạ Nghe rồi phải không? Trên màn hình có thấy bút đỏ thầy ghi không? dạ giờ Trên con màn chưa hình đó. thấy, con chưa thấy màn hình thầy. Nó bị lag à? Dạ Màn hình đó, màn hình có thấy không? thầy, thầy chia sẻ màn hình lên đi thầy, giờ chưa thấy màn hình. À, nó bị mất à? Dạ Bị mất mất màn hình à? dạ em không thấy luôn này. À. Thấy hình thầy chưa? Bên thấy hình thầy chưa? Dạ giờ thấy rồi thầy, giờ thấy màn hình Thấy rồi thầy. là vào. Rồi, thấy bài sửa trên màn hình không? Giờ thấy thầy, Bên giờ thấy rồi, rồi, câu 7 á, câu 7 á, thấy là vào. giờ thấy rồi. Rồi. Rồi thấy là vào. Rồi đâu chân chân chân. Thầy ơi, thầy Chân thầy ơi. thầy cho con nói chút được thầy, hồi nãy thầy Rồi, nói bị đi. em ra khỏi lớp á, bỏ khỏi phòng á, cái là con không có nghe giảng được á À. thầy. Vậy là thấy hình trên màn hình chưa cô bảy á, thấy Dạ chưa? rồi. Dạ Rồi rồi. thì cái lời kiềm tôi dặn lại nè, cái lời kiềm á, cái lời kiềm là mình gọi là R. Và R là cái lời kiềm. Rồi, thì người ta nói là kim loại tan trong nước phải không? Đúng không? Thì bà nói là kim loại tan trong nước phải không? Vậy là mình ghi phương trình ra R cộng với nước. Sản phẩm là hydroxit và bằng hydro, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, hydro đề bài cho V rồi đúng không? Đúng không? Vậy là mình trình được sang bằng hydro đúng không? Đúng không? Rồi, từ hydro là thế phương trình suy ra được số mol kim loại R là thế gì? Đúng không? Rồi. Kim loại cho khối lượng rồi. Số mol mình biết rồi. Vậy là suy ra R ra 23 natri đúng không? Đúng không? Rồi, bên rồi. Dạ Bên. dạ Rồi, theo định luật bảo toàn khối lượng, yêu cầu là tìm C% âm cái gì dạ đúng đúng ra dạ đúng không, vậy là mình phải tìm dung dịch kiềm đúng không, dạ định là bảo toàn là tổng khối lượng các chất tham gia bằng tổng khối lượng các chất sinh ra, tham gia là gồm có R là rồi H2O. nước là đúng không, Dạ trừ cho hydro đúng ra, vậy là dạ dung dịch hiểu không, dạ dung dịch hiểu chưa, hiểu rồi yêu cầu là tìm C%. Vậy là mình tìm đến NaOH. Số mol của NaOH là 0,2 cái gì nhân 100. Rồi bấm vào thư cái này các bạn. Rồi chia dung dịch đây. dạ khoảng xấp xỉ 14,13%. Rồi đáp số là nhiêu? Dạ 14,13%. Bên. Dạ 14,13. Bên. Dạ. Bên. Dạ thầy. Đáp số là nhiêu? Dạ 14,13 ạ. Rồi đúng rồi. Giờ tới câu C. Câu C.
cần bao nhiêu axit để trung hòa, vậy là mình ghi phương trình ra phải không? Đúng không? Câu C á, cần bao nhiêu axit để trung hòa? Tôi ghi trên màn hình có thấy không Minh? Dạ thấy rồi thầy. Minh? Dạ thấy rồi. Thấy được phải không? Rồi. Rồi, vậy là tôi ghi lại phương trình nha. Câu C là tìm axit dùng để trung hòa là rồi nhớ cân bằng nha, lấy xong bên kiềm đưa xuống vào đúng không, xong bên kiềm là vậy là mình tìm được axit chưa, rồi yêu cầu là tìm dung dịch vào đúng không Bình? Dạ đúng ạ. Rồi bấm máy rồi, bấm máy rồi, bấm máy rồi, thầy ra 49. Rồi đúng rồi, đúng rồi đó, axit là 01 đúng không, nhân 98 nhân cho 100 chia cho 7%, rồi 49 đúng rồi. Bạn hiểu cái làm bài này chưa? Hiểu cái làm chưa? Rồi giờ ta coi câu 8. Mình là trên màn hình thấy vào không Minh? Dạ thấy thầy. Thấy không? Rồi rồi rồi. Bây giờ anh ta qua câu 8. Con đang học bài cứ nói gì vậy? Ồn ào quá đi. Thôi để chúng thấy con biết mở máy. Không mở máy đâu. Con đi kiểu
Rồi đâu Trân 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 Dạ thầy. Rồi em ra câu số 8 nhiều rồi. Dạ con mới tính xong được số mon. Dạ chờ một chút xíu được thầy. Dạ Kali thầy. Rồi cứ làm đi. Kali đúng rồi. Kali Kali đúng rồi đó. Đó mấy đứa làm nhanh lên nha. Tại vì mình thi trắc nghiệm á. Nhớ nha. Thì xu thế là mình thi trắc nghiệm. Và là muốn làm trắc nghiệm là mình phải làm nhanh lên. Học online mà. Online là xu thế là trắc nghiệm. Rồi Hiro cho rồi phải không? Đúng không? Hiro cho rồi. Và là các em bấm cho Hiro rồi. Hiro sẽ cho khối lượng là nhiều 0,1. Số mol là bằng khối lượng chia cho m lớn. Và là Hiro là 0,5 và âm binh. Dạ đúng rồi thầy. Đúng không? Rồi. Sau đó mình thế số mol vào phương trình. Và là nhớ nguyên tắc làm nha. Người ta cho cái gì á thì mình tìm số mol cái đó. Từ số mol các chất đã biết, mình tìm số mol các chất chưa biết. Thì đối tượng của mình là kim loại nè. Và là từ hydro đây, nhân 2 chia 1. Đúng không? Và là số mol của kim loại là 0,1 rồi. Có số mol rồi, có khối lượng rồi. Và là sinh ra mà lớn. Đúng không? Kali đúng rồi. Các em nhớ nha, nếu người ta nói kiềm, nếu mà đề bài cho kim loại kiềm là mặc định hóa trị 1 nha. Còn nếu tôi cho kiềm thổ là hóa trị 2 nha. À, vậy là suy ra rồi là kali. Rồi tôi nhờ người khác rồi. Viết đi viết. Viết. Dạ. Viết. Dạ. Cô bé em ra nhiều. Dạ em chưa ra. Em đang ghi định luật ở thời khối lượng. Đúng rồi, đúng rồi, định là bảo toàn khối lượng. Đúng rồi, định là bảo toàn khối lượng. Rồi đâu hiện hiện hiện. Câu 2 ra 10% đó rồi. Câu B ra nhiêu? Câu B ra 10% đó rồi. 10% đúng không? Đúng rồi, 10% đúng không? Rồi đâu hiện hiện. Dạ. Hiện đó. Dạ. Em ra cô B chưa? Dạ rồi. Em rồi cô B. Định là bảo toàn khối lượng. Rồi đọc coi. Bảo toàn khối lượng. Vậy là dung dịch X. Dung dịch X là bao nhiêu? Bằng 3,9 cộng 1,8. 52,2 chứ. 52,2 ml. Tổng tham gia là kim loại cộng nước. Đổ ra gam. Đổ ra gam. Tại vì bảo toàn khối lượng. Khối lượng là mình phải dùng gam. Đúng không? Đặc biệt đối với nước. 1 ml là 1 gam nha. Đặc biệt đối với nước. Đúng không? Đúng không? Dạ, dạ. Nhớ không Hiền? Dạ, nhớ rồi thầy. Ờ. À, vậy là tham gia là, kali là đúng không Hiền? Rồi nước là 52,2 phải không Hiền? Dạ. Đặc biệt đối với nước 1 ml là 1 gam nha, trừ hydro. Rồi bấm lại cái này coi. Với lại trừ 0,1 nữa thầy. Bằng. Đúng rồi, trừ đó. 56 phải không? Đúng rồi, đúng không? Đúng rồi, 56. Đúng không Hiển? Dạ. Rồi, vậy là tìm C% coi. Rồi, bấm cái C%. Tôi ghi trên bảng có thấy không Hiển? Dạ có. Tôi ghi cái bài sửa trên bảng có thấy không? Dạ có. À, rồi, vậy là số mol kiềm đây. Số mol kiềm là 0,1 phải không? Đúng không? Dạ.
Dạ đúng số rồi. môn cao hết là khoảng một à. Cao hết là 56 là. Cao hết á, 56 là. Đúng không? Dạ đúng xem rồi. Bằng trăm là bằng chất tan như một trăm. Chia cho dung dịch. Dung dịch mới tìm 56. Vậy là 10% phải không? Dạ đúng rồi. Đúng không Hiền? Dạ đúng. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi mình câu C mình. Dạ thầy ơi, để em đang câu C. Rồi bấm gài. Câu C bấm gài. Câu C yêu cầu là tìm axit. Câu C tìm axit dùng để trung hòa. Đúng không? Câu C là axit để trung hòa. Số môn kiềm có rồi là số môn kiềm mà chê mình tìm được là 0,1 là. Vậy là axit là 0,5 vào bên. Dạ, đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng không? Dạ đúng. Rồi bây giờ yêu cầu là tìm V. V là bằng số mol chia cho nồng độ vào không? Dạ. Rồi, bấm mấy rồi? Dạ bằng 0,065. Đúng rồi, 0,0625. Đúng rồi. Và liệu có làm chưa? Vì anh đã qua câu khác nha. Câu chết. Rồi, bây giờ anh đã qua câu chết. Vậy là qua mấy cái bài vừa rồi, mấy đứa có thắc mắc gì không? Hưng ơi. Dạ không thầy ơi. Hưng. Dạ mấy cái bài vừa rồi sửa đó. Dạ không. Rồi bài hiểu cách làm hả? Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta làm câu 9. Thấy trên màn hình câu 9 chưa? Thấy không Hưng? Dạ thấy. Ừ. Thấy trên màn hình câu 9. Rồi, làm đi. Giờ chúng ta làm câu 9. Mấy đứa làm nhanh đây nha, tại vì mình thi trắc nghiệm á. Thế thầy sẽ chiếu lại cái đề cho tụi em xem. Rồi, chờ chút. Rồi, thấy chưa Minh? Thấy đề chưa? Dạ chưa thầy ơi. Thầy dạ thấy rồi thầy. Thấy đề chưa? Dạ thấy rồi, dạ thấy rồi. Rồi. Là bây giờ anh ta coi câu 9 nha.
Thank you.
Rồi đâu, lên lên. Lên. Dạ. Dạ. Rồi câu 9. Câu 9 dạ. Am ra nhiêu? Dạ là Paris. Ờ, Paris. Ở đây lưu ý nha. Kiểm thọ lõi chị hai nha. Lưu ý nha. Kiểm thọ lõi chị hai. Đầu tiên của R là kim loại kiểm thọ là. Đầu tiên đó. Em ra là bari phải không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi 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 chờ chút. Rồi theo đề bài. Theo đề bài. Là hòa tan trong nước. Hòa tan trong nước. Thì cái quy luật. Quy luật. Kim loại tác dụng với nước. Cho ra là hydroxit, sản phẩm là hydroxit, giải phóng hydro. Thì đây lưu ý, người ta cho kiềm thổ và là hiệu ngầm là hóa chi 2. Rồi đâu Linh? Linh? Dạ thầy. Linh? Dạ. Bấm vào chơi hydro coi, số mol. Dạ số mol hydro chơi, là... Số mol hydro coi. Dạ là 0,11. Rồi, đề bài cho là 2,464. Đề bài cho là 2,464 chia 2,4. Vậy là mình có được hydro lít 11. Đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi. Vậy là từ số mol hydro mình tìm được số mol R vào, đúng không? Dạ. Từ số mol hydro thế phương trình đã suy ra số mol R. Rồi có khối lượng rồi vậy là suy ra mà lớn, có khối lượng rồi vậy là suy ra mà lớn thì m lớn là bằng m nhỏ chia số mol và ông lên. Dạ đúng không? Dạ thầy. Đúng không? Dạ đúng rồi. À, 107 đúng rồi. Bari. Rồi câu B, câu B. Câu B, dạ. Câu B. Dạ câu B em ra là xấp xỉ 30,1%. Câu B. Tính đồng độ phần trăm dung dịch. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thì ở đây á, dung dịch cho rồi đó, dung dịch cho V, cho D rồi phải không? Đúng không? Các em coi cái đề đó. Đề bài đó là thu được dung dịch có D 1 pha rồi V 60,68. À, vậy là mình sẽ ra mở dung dịch phải không? Đúng không? Rồi, đọc cho tôi coi. Dung dịch bằng cách nào lên? Dạ thầy là lên V nhân D. Đúng rồi, V cho rồi đây. V là đúng rồi, nhân cho D. Rồi, V nhân D. Rồi, bấm ra nhiều? Thầy bấm là 62,5004. Rồi làm tròn, làm tròn, làm tròn. Làm tròn. Rồi. Vậy là có được dung dịch rồi, suy ra C phần trăm phải không? Yeah. Đúng không? Đúng không? À, vậy là ta có C phần trăm bari hydroxit. Bari. Bari hydroxit. Số mol có rồi nè. Số mol bari hydroxit là 0,11. Đúng không? Số mol bari hydroxit 0,11. Bari hydroxit là 171 phải không? Đúng không? Đúng không? Nhân trăm. Chia cho dung dịch. Rồi.
47% coi. Xem phần trăm vừa rồi em tìm là thầy là 30 phết một tỏa. Dạ. Rồi 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 rồi. Rồi cảm ơn các bạn. Giờ tìm nước. Giờ tìm nước. Chân chân. Chân đây chân. Dạ. Chân. Dạ. Nước tìm cách nào nữa? Câu 9B là nước ăn tìm dạ. cách nào? Dạ theo ông nghĩ là dùng định luật bảo toàn khối lượng. Đúng rồi, bảo toàn khối lượng. Đúng rồi, tổng tham gia là kim loại cộng nước bằng tổng sinh ra, đúng không? Dung dịch A cộng hydro. Bây giờ nước có nước tìm bằng cách là lấy dung dịch A cộng hydro trừ, đúng không? Rồi đọc coi. Đọc coi, đọc coi, đọc coi trên. Dạ M thầy. Nước bằng cái gì đọc coi? M nước bằng 10 à. Dung dịch là dung dịch A là 62.5 phải không? Dạ đúng rồi. Dung dịch A là cộng hydro đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Hydro là không phải 11 nhân 2 rồi trừ kim loại đúng không? Đúng không? Dạ. Rồi bấm rồi. Rồi bấm rồi bấm rồi bấm rồi. Dạ bằng 47.72. À, vậy là nước 47.65. 65, bấm lại coi. Dạ, dạ. Rồi, vậy là suy ra V chưa? Đặc biệt, đối với nước, ml là 1 gram nha. Đặc biệt đối với nước, 1 ml là 1 gram nha. Đúng không? Bây giờ có khối lượng rồi, suy ra ml được chưa? Tôi ghi bài sửa, thấy không Trần? Trần? Từ từ thầy mấy con vẫn chưa Trần. Thấy được. Từ mình, từ mình, thầy mình, mấy mình. Con chưa thấy được. Bên đây. Dạ thầy. Dạ thầy. Bên đây, trên màn hình có thấy bài sửa không? Dạ thấy mà. Bên. Dạ em thấy mà thầy. Thấy mà phải không? Dạ thấy mà. Thấy mà. Ừ. 47.65 phải không? Dạ đúng thầy. Đúng không? Dạ đúng. Đê nước. Ừ, vậy là thấy phải không? Thì thấy rồi. Rồi, câu C coi bên. Dạ, câu C em ra là 32.12. Dạ. Đúng không? Dạ đúng ạ. 32.12 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Trung Hòa cần dùng axit. Trung Hòa vậy là ghi phương trình ra là đây bài đó là trung hòa. Vậy là nhớ rằng hiện tượng axit phản ứng với bazơ đó thì người ta gọi là phản ứng trung hòa. Các em nhớ tôi cái này nha. Hiện tượng axit phản ứng với bazơ thì người ta gọi là phản ứng trung hòa. Tại sao gọi là trung hòa? Vì sau phản ứng môi trường không còn axit, môi trường không còn bazơ nữa. Rồi. Bari hydroxit số mol có rồi nè. Từ phương trình trên đưa xuống dưới. Từ phương trình trên là đưa xuống dưới. Vậy là tìm được HCl vào. Đúng không mình? Dạ đúng rồi. Đúng không? Yêu cầu là tìm dung dịch HCl vào. Dạ. Rồi bấm máy ra, tôi ghi bài sửa trên màn hình thấy không Minh? Dạ thấy ạ. Thấy vào. Dạ. Rồi bấm số này ra,
bấm bấm số này coi bên. Dạ. C phần trăm là 25. Rồi bấm số này coi bên. Dạ bằng 32,12. Đúng rồi. Đúng rồi, là đúng rồi đó. Trên 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 đây. Dạ thầy. Thấy thấy không? Có thấy trên màn hình không? Có thấy bài sửa không? Dạ vẫn không quá thầy. Có thấy bài sửa trên màn hình không? Dạ không. Dạ vậy để xíu nữa. Vậy là con coi lại bài giảng bài của Minh Lan. Rồi 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 rồi. Lên 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 lên. Lên đây. Dạ thầy. Có thấy bài sửa trên màn hình không? Dạ con thấy. Thấy phải không? Thấy phải không? Dạ. Rồi dạ, bây giờ qua bài 10 được chưa? Qua bài 10 được chưa? Lên thầy. Bây giờ qua bài 10 được chưa? Để thầy. Rồi hỏi đi. Thầy thì qua bài 10 đi, còn bài 9 xíu nữa con nhờ bạn Minh gửi bài. Rồi 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 rồi. Rồi 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 bài 10 đây. Bài bài 10 đây. Hưng 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 hưng. Hưng ơi. Dạ thầy. Hưng. Thấy thấy bài 10 chưa? Dạ thấy rồi thầy ơi. Mấy bài sửa trên mạng á thấy không? Dạ thấy luôn rồi. Thấy vợ không rồi. Bây giờ tao có bài 10. Bây giờ tao có bài 10. Có bài mới rồi. Dư. Em đi nhé. Em đi tên là cái gì ta? A dê. A dê. Em đi tên. Rồi đâu Giang Giang? Dạ thầy. Rồi, cô Am ra nhiêu Giang? Dạ, con ra là Magie 24. Đúng rồi, Magie 24. R là kim loại phải không? Dạ. Rồi,
Chờ đề bài axit lấy dư nha. Em lưu ý bài này. Bài này người ta cho axit dư nha. Axit ban đầu nó cho 200 gram là C phần trăm là 14,6 là. Lưu ý bài này nha. Rồi. Theo đề bài RH2 bài là muối có dạng RCl2 đúng không? Yeah. Muối á. Rồi bấm cho tôi hydro coi nha. Dạ, hydro là 0,25 mol. Hydro. 5,6. Đúng rồi, hydro là có phải không? Để bà cho là 5,6 nè. Đúng không? Đúng rồi. Để bà cho 5,6. Rồi, thế salmon vào đây. Thế salmon vào đây. Vậy là mình suy ra R vào không? Suy ra R. R ta cho khối lượng rồi. Suy ra mà lớn. Mà làm chia ra 24 vào không? Dạ. Dạ, 6 chia cho 0,25 là bằng ra 24. 24? Dạ. Đúng không? Đúng rồi, mai nhi. Mai nhi. Rồi, cô B, cô B. Dạ, cô B, cô làm luôn hả thầy? Làm luôn, làm luôn, làm luôn. Dạ, yeah, là content M dung dịch ban đầu. Phim dung dịch sau đi, ha. Định là bảo toàn đã. Đúng không? Định là bảo toàn khối lượng đã. Rồi, bảo toàn khối lượng. Mà là ta có dung dịch sau. Dung dịch A đó. Đây là đó là hòa tan trong axit sau phản ứng thu được dung dịch. Vậy là dung dịch bây giờ là muối nè, đúng không? Rồi, vậy là dung dịch này đọc coi. Dung dịch coi bằng gì? Dạ, 6 cộng dung dịch là bằng kim loại. Dung dịch HCl vào, cộng bao nhiêu? 6 cộng cho 200. HCl là bao nhiêu? 200, dung dịch HCl là 200. Rồi, trừ cho hydro vào. Yeah. Đúng không? Yeah. Hydro số mol là 0,25 nhân 2. Vậy là 0,5 đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bấm rồi. Vậy là dung dịch sau là bao nhiêu? 205,5 gram. Rồi. Dung dịch A là lưu ý nha. Dung dịch A là gồm có muối. Rồi axit dư nha. Yeah. Axit dư nha. Em phải tìm ra cái axit ban đầu. Tìm ra cái axit ban đầu rồi. Dạ, axit ban đầu là 29,2 gram. Axit ban đầu là chia cho 36,5 luôn. Chia 36,5 luôn. HCl là 36,5 á. Không tám vào. Không tám vào. Đúng không? Đúng không? Dạ. Rồi. Theo phương trình nè. Theo phương trình thì axit của mình là 0,5. Mình là axit dư không? Dạ dư thầy. Đúng không? Theo phương trình mình đứng ra. Ừ. Vậy là cái dung dịch A của mình lưu ý. Vậy là cái dung dịch A lưu ý là gồm có muối axit dư. Vậy là tính C phần trăm là tìm hai cái nha. Yeah. Đúng không? Vậy là khi mà tìm C phần trăm á là mình phải tìm hai cái. Là dung dịch muối là
cụ thể là bao nhiêu lô luôn, sau bao gồm muối à, sau bao gồm muối thì theo quy trình đó là 0,25 nhân cho 95. Theo quy trình là 0,25 bao nhiêu, bao nhiêu là 95 rồi nhân 100 rồi chia cho dung dịch. Tôi sửa trên màn hình có thấy không? Dạ. Dạ thấy thầy. Tôi sửa trên màn hình có thấy không? Thầy thấy. Rồi. Rồi, rồi bấm ra, bấm ra. Mình là cái muối dạ, bao nhiêu ra nhiêu? Dạ con ra 11,56%. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi tương tự tìm đồng độc phần trăm quả xít dư vào không? Yeah, người yeah. Nào mà thiếu cái này là trừ điểm đó nha. Đồng độc phần trăm quả xít dư là 10,95 chia cho 205,5 nhân cho 100.
Rồi, làm ra 30. Ra 30, 30. Và là 30 nhớ nha, là tiếng đồng hồ hai cái nha. Vừa rồi là do sự cố. 30 á. Và là 30 có ai sao bắt gì không? Minh 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 rồi. Dạ không ạ. Bài 30 được rồi phải không? Dạ. Yeah. 30 vừa rồi, tại vừa rồi bị sự cố. Bây giờ em đâu có 31 nha. Nha. Minh. Hai, dạ thầy. Là 11, 11, 11. Dạ. Vừa rồi là do bị sự cố. Sự cố tôi phải chỉnh lại máy. Rồi, thấy bài 11 chưa Hiền? Hiền ơi. Hiền. Dạ, thấy rồi ạ. Qua bài 11. Thầy ơi, cho con hỏi là cái nồng độ dung dịch phần trăm của HCl dư là bằng 5,3 hả thầy? HCl dư vừa rồi mới tìm phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tại vừa rồi bị sự cố máy, tôi phải chỉnh lại. Nó mất màn hình. Đúng rồi đó. Rồi giờ chúng ta qua 11.
Ở đâu? Có 11. Con 11. Con ra Paris. Paris à? Rồi, bây giờ chúng ta làm là giờ gọi R là kim loại phải không? Đúng không? Thì theo quy luật kim loại tác dụng với nước. Kim loại tác dụng với nước. Sản phẩm là hydroxit. Và đồ. Thì đây lưu ý bài này nó khác. Khác với bài trước là không cho hóa trị nha. Đúng không? Do đó gọi N là hóa trị là gọi N là hóa trị. Lưu ý cái bài này nha. Tức là hóa trị kim loại chưa biết. Mấy bài trước á thì người ta cho là kiềm, kiềm thổ. Còn bài này thì chưa biết. Do đó mình gọi là N là hóa trị là đó. Rồi. Để cân bằng á thì nhân 2 lên cho đẹp. Nhân 2 lên. Và là hydro oxy là 2N là oxy là 2N oxy á là 2N hydro là 4N đó. Và là để cân bằng á thì mình nhân 2 lên, nhân 2 lên cho nó chẵn. R là 2 là đó. Oxy là 2N là thấy chưa? Hydro là 4N. Rồi, người ta cho hydro rồi. Tìm ra hydro cái gì? Hydro á. Dạ. Mới mới cho hydro cái hydro tôi cho rồi. 6. Bấm rồi. Vậy là hydro là 0,25 phải không? Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi. Thế số mol vô phương trình đây. Thế số mol vào phương trình. Vậy là từ hydro này mình tìm được R chưa? Tam suất. Nhân 2 chia N đúng không? Vậy là số mol của R là nhân 2 là 0,5 chia cho N. Số mol này lưu ý nha. Số mol này nó có N nha. Tới đây mình tìm M lớn. M là bằng khối lượng. Khối lượng kim loại cho rồi đó. Khối lượng kim loại cho rồi. Chia số mol. Chia số mol là chia phân số để gì? Đúng không? Chia số mol là chia phân số đấy không? Vậy là nhân nghịch đạo. Vậy là nhân nghịch đạo. Nhân cho N chia. Rồi bấm cho số này coi Giang. Bấm số này coi. 34,25. Chia cho 0,5 bằng 68,5 N. N 68,5 N. Thì tới đây đó N là gì? Hóa trị. Và là bình luận. Bình luận là kem kẻ bảng ra. Bình luận đó là kem kẻ bảng ra. N là hóa trị. Hóa trị kim loại luyến thiên từ 1 cho tới mấy? 3. Rồi thế N do N là 1, thế này mình là M lớn là 68,5, không có. Rồi thế do N bằng 2, N bằng 2 mình là 137, có phải không Giang? Có không? Dạ, có thầy. À, vậy là mình nhận cái giá trị này, mình nhận giá trị này. Vậy là suy ra R là bari. Mà là hiểu cách làm chưa? Dạ? Dạ rồi. Mà là hiểu cách làm bài này chưa? Dạ. Mà là lưới nha. Bài này khác với lại những cái bài trước là do hóa trị chưa biết. Do đó khi mà ghi phương trình đó, mình đặt N là hóa trị. N là hóa trị. Rồi. Sau đó mình làm giống tương tự các bài trước là mình tìm hydro. Từ số mol hydro mình mới thế phương trình để suy ra số mol kim loại. Thì đây lưu ý số mol của kim loại là nó còn cái N trong này, đúng không? Sau đó đó mình tìm M lớn.
ML là bằng khối lượng chia số mol. Thì chia số mol là phân số là và là nhân nghịch đạo, đúng không? Rồi, tới đây một phương trình hai ẩn số, do đó không giải được thì mình biện luận, bị là mình kẻ bảng ra, đúng không? Rồi tiếp theo cái bên cô bên ra nhiêu? Giờ ra 79,5. Cô bên sau khi biết R là bao nhiêu rồi thì mình ghi lại phương trình nha, đúng không? Đúng rồi. Vậy là tìm C phần trăm, tìm C phần trăm là mình hiểu ngầm dung dịch bây giờ là bari hydroxit. Bây giờ mình tìm dung dịch coi, định là bảo toàn của ông Minh, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Đúng không Minh? Dạ đúng rồi. À, và ta có là định là bảo toàn khối lượng là em mở dung dịch sau là bằng kim loại, bấm rồi. Rồi 30 là bằng M kim loại là 34,25. Rồi cộng cho nước. Nước, nước ở đây lưu ý nha. Người ta cho 20 ml, hiểu ngầm là 20 gan nha. Đặc biệt đối với nước, 1 ml là 1 gan nha. Đúng không? Và là hiểu ngầm nha. Đề bài cho 20 ml, hiểu ngầm là 20 gan. Đúng không? Tổng tham gia là kim loại là nước, là tổng sinh ra là dung dịch A cộng hydro. Vậy là mình trừ hydro gì, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hydro số mol là 0,25 nhân 2, bấm rồi. Dạ. Bấm dưới này rồi, dung dịch ra nhiêu rồi? 53,75 đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy là có dung dịch rồi, thế vô C phần trăm. Có dung dịch rồi. Yeah. Vậy là tìm được nồng độ phần trăm. Tôi ghi trên bảng có thấy không Minh? Để thấy thầy. Minh? Để thấy hả? Thấy bảo. Rồi, số mol của hydroxit bari có rồi là số mol hydroxit bari là 0,25 phải không? Yeah. Đúng không? Hydroxit bari là 171. Bari hydroxit là 171 nhân 100 chia cho dung dịch. Rồi bấm số này coi mình. Dạ em ra xấp xỉ là 79,5. Đúng rồi, gần trúng. Đúng rồi. Đó, và là mấy đứa lưu ý cái dạng này nha. Thì cái dạng bài tập đầu năm của lớp 10 của mình đây. Rồi 12. Vậy là qua mấy bài vừa rồi có ai thắc mắc gì không? Tuần sau là mình qua bài mới đó. Tuần sau á là mình vô bài mới luôn. Còn tuần này thì đầu tiên là mình ôn lại một số kiến thức cơ bản. Một số kiến thức cơ bản và một số kỹ năng quan trọng để làm bài tập.
Rồi đâu Viên, Viên, Viên. Viên. Dạ. Rồi câu 12A em ra nhiêu? Dạ chưa thầy. Chưa. Minh, 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 Minh. Dạ thầy, em đang là thế chưa? R này chưa cho hết chị nha. Dạ. R này chưa cho hết chị. Giờ nói gọi N là hết chị đấy à? Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì quy luật là quy luật kim loại tấn nghiệp với lo sản phẩm là muối lo rua là rồi cân bằng để cho dễ thì nhân hai lên rồi người ta cho muối rồi là cho kim loại rồi mình là suy ra lo và ông Minh yeah. Đúng không yeah. Điện là bảo toàn khối lượng em lấy muối em trừ đi coi bấm máy coi Minh yeah, lấy muối là yeah. Trừ đi 21, trừ cho 21,6 là yeah. Chia cho 71 lo là 71 rồi chia ra dạ yeah, nó ra là bằng 1,2 1,2 phải không yeah. Rồi có số mol lo rồi thế phương trình đây từ số mol lo mình tìm được R đúng không từ số mol lo là mình tìm được số mol R nhân 2 chia N bằng, vậy là cái này là 2,4 chia cho N rồi có số mol rồi suy ra M lớn yeah. M lớn M lớn là bằng khối lượng chia số mol khối lượng kim loại cho rồi khối lượng là 21,6 đúng không chia số mol là chia phân số à yeah. Đúng không chia số mol là chia phân số và là nhân nghịch đạo và là nhân N chia cho hai rồi chia số này coi là bằng 9N thầy vậy là 9N phải không yeah. Vậy là giống bài trước rồi yeah. Giống bài trước rồi mình kè bạn ra kè bạn ra vậy là những cái bài nào mà không cho hết chị thì các em gọi N là hết chị đúng không yeah. Sau đó là các em biện luận em xét cho tôi hóa trị kim loại biến thiên từ 1 cho tới mấy 3 yeah. N là 1 thì M là 9 là không có phải không yeah. Đúng không N là bằng 2 18 không có đúng không yeah. 3 27 có không Minh 27 là nó ra là 7 có không nhôm 27 là nhôm hiểu chưa? Mà hiểu cái làm chưa? Rồi thôi rồi, ngày hôm nay tới đây rồi. À cái đề này là thầy gửi trên Zalo lớp nha. Bây giờ thầy qua lớp khác. Hết tiết rồi vào. Hết tiết rồi vào. Hết tiết rồi. À rồi rồi rồi. Bây giờ thầy qua lớp khác. Nhớ nha, mấy cái đề này thầy gửi Zalo nha. Thì qua tuần tới là mình qua bài mới.
Chúng mày một quà dành cho ai biết, tất cả lời yêu dành cho nó biết. Support the girl,
Xin chào là hôm bữa chúng ta đang dừng ở chỗ quỹ đạo đúng không? Lớp trưởng đâu nói thì nghe coi, hôm bữa mình dừng tới quỹ đạo đúng chưa? Dạ đúng ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Bật
làm mốc và thước đo. Như vậy thì để xác định vị trí của một vật hay là xác định một vật nó chuyển động thì bắt buộc chúng ta phải so sánh với vật làm mốc. Và để so sánh với vật làm mốc thì chúng ta phải chọn một cái vật, đó là vật làm mốc, thường đó là những cái vật đứng yên. Thế thì chúng ta chú ý cái khái niệm vật làm mốc ở trong chuyển động, mục đích là dùng để xác định vị trí của các vật. Như vậy thì vật làm mốc là cái gì? Chúng ta ghi một tí. Rồi, một trong những cái mà chúng ta thấy ở trên đường đi đó là cây cột số, cột số trên đường đi. Thế thì ý nghĩa của cái cây cột số này là cái gì? Thì thực sự chúng ta đi trên đường chúng ta thấy có những cái cây nó ghi như thế này, kiểu kiểu giống như thế này. Ví dụ chúng ta đi tới cái cây cột số này, chúng ta thấy nó ghi là phủ lý 49 km, tức là chúng ta phải hiểu là phía trước chúng ta có một cái địa danh gọi là phủ lý, và cái địa danh này được chọn làm mốc. Từ cái địa danh này, nếu chúng ta dùng thước chúng ta đo tới cái cây cột số này nè, chúng ta được một cái khoảng cách là 49 km. Như vậy thì trong trường hợp này, để xác định được vị trí của chúng ta, người ta chỉ việc dùng cái thước đo từ vật làm mốc tới vị trí đó. Như vậy để xác định vị trí của một vật thì người ta thường phải chọn những cái vật đứng yên làm mốc. Ví dụ trong trường hợp cái tàu nó chạy ở trên sông, thể chọn cái bến mà cái tàu này nó xuất phát là mốc, để xác định được cái vị trí thì người ta có thể, hoặc chúng ta có thể chọn một cái cây bên đường làm mốc để xác định được vị trí của cái tàu so với cái cây. Như vậy thì cái vật làm mốc thực chất đó là những cái vật chúng ta dùng trong cái hệ để chúng ta so sánh. Và thường thì cái vật làm mốc nó đứng yên. Nhớ nha. Thường thì vật làm mốc nó đứng yên. Rồi con ghi cho thầy cái ý nghĩa của cái cây cột số này vào. Như vậy trong trường hợp này con ghi phủ lý là vật làm mốc.
Rồi, chúng ta nói về hệ và độ. Như vậy là từ cái vị trí vật làm mốc, nếu chúng ta biết được hình dáng quỹ đạo thì chúng ta sẽ chọn một cái hệ trục để chúng ta đánh dấu vị trí của vật. Thì tùy vào cái chuyển động mà chúng ta chọn cái hệ trục cho phù hợp. Ví dụ chuyển động thẳng thì chúng ta chọn một trục thôi, đó là trục OX. Thì thực tế nói thường thường ha. Như vậy thì trong cái trục số này chúng ta chú ý từ ô đi theo chiều mũi tên của trục số thì nó là phần dương. Tức là vị trí của vật được đánh số ở trên đây. Đây là vị trí của vật. Và nếu mà chúng ta thấy vị trí vật nó nằm ở ngược lại thì nó được đánh tọa độ âm. Tọa độ nó là vị trí. Mà vị trí thì chú ý cho thầy, nó có khái niệm âm và dương. Nó khác với khoảng cách. Ví dụ như ở đây là trừ 5. Như vậy là khái niệm trừ 5 này chỉ cái vị trí này là trừ 5. Còn cái khoảng cách từ đây tới đây là 5, nó khác. Nó không phải là tọa độ. Đấy. Nhưng nếu như vật chuyển động trên một đường cong như thế này thì lúc này chúng ta lại phải chọn cái hệ trục khác, đó là hệ trục Descartes OXY. Bởi vì do nó chuyển động trên đường cong nên chúng ta chọn cái hệ trục OXY. Và như vậy thì tọa độ của một điểm ở trên quỹ đạo này nó được xác định bởi tọa độ X và tọa độ Y. Người ta gọi là hoàn độ và tung độ. Gọi là hoàn độ và tung độ. Nhưng nếu như một vật chuyển động với cái mức độ phức tạp hơn, tức là nó bay trên bầu trời, nó không chạy xuống mặt đất mà nó bay trên bầu trời, thì chúng ta lại phải gắn liền cho nó thêm một cái trục nữa, đó là độ cao. Và như vậy chúng ta phải sử dụng cái hệ trục, đó là hệ trục không gian 3 chiều, mô phỏng 3 chiều, dài, rộng và cao. Dài, rộng và cao. Như vậy thì vị trí của một vật nó được xác định bởi dài, rộng và cao, tương đương với tọa độ XM, IM và ZM. Ngoài ra một số những cái hệ tọa độ khác, ví dụ như trong không lưu thì người ta sử dụng các hệ tọa độ liên quan tới kinh độ và vĩ độ. Kinh độ để người ta xác định tọa độ của một cái máy bay. Như vậy thì ngoài cái việc chúng ta dùng thước chúng ta đo, chúng ta còn có thể đánh dấu được vị trí của vật thông qua các hệ trục. Đây là một ví dụ. Ví dụ này yêu cầu chúng ta xác định tọa độ của điểm M. Khi cho chúng ta một hình chữ nhật, cạnh là 5 và 4. Để xác định tọa độ của nó thì người ta sử dụng hệ trục XOY để người ta làm. Bằng cách người ta dựng một cái hệ trục XOY sao cho O gắn liền với A. Sau khi O gắn liền với A thì người ta xác định tọa độ M bằng cách người ta hạ vuông góc xuống trục OXY. Hạ xuống trục OY mình được IM. Hạ xuống trục OX mình được XM. Và như vậy thì lúc này tọa độ XM là 2,5. Tọa độ IM là 2. Như vậy ta nói tọa độ của đời M là 2,5 và 2. Là con ghi ví dụ này vào.
Rồi, chúng ta nói về mốc thời gian và đồng hồ. Mốc thời gian và đồng hồ. Rồi, con ngó mốc thời gian là cái gì? Giả sử chúng ta lấy một cái trục, đây là trục thời gian thực tế, hay là cái đồng hồ thực tế ở nhà chúng ta. Rồi, con chú ý ha. Thế thì thầy nói ví dụ thế này, nó có một cái cuộc thi điền kinh diễn ra vào lúc 8 giờ. Thì cái đồng hồ của khán giả khi mà họ coi á, là họ thấy cái đồng hồ của họ chỉ 8 giờ. Bắt đầu diễn ra 8 giờ. Khán giả ngó đồng hồ là 8 giờ. Tuy nhiên cái ông trọng tài á, cái đồng hồ của ông trọng tài đo thành tích của một vận động viên, thì ông đâu có lấy đồng hồ thực tế để ông đo được. Mà ông làm sao? Tại vì chúng ta biết thực tế là tốc độ của vận động viên nhanh, nhiều khi là cái thời gian nó diễn ra có vài giây thôi. Cái đồng hồ thực tế làm sao mà đo được? Do vậy ông phải sử dụng cái đồng hồ để ông khảo sát thành tích của vận động viên. Thì cái đồng hồ đó ông phải set lại zero, mặc dù đồng hồ thực tế là 8 giờ, nhưng cái đồng hồ đo thành tích phải set zero. Như vậy cái hành động vào lúc 8 giờ ông này ông set cái đồng hồ của ông về zero, thì người ta gọi đây là mốc thời gian. Mốc thời gian giống như là cái thời điểm mà chúng ta được chọn bắt đầu để chúng ta khảo sát một cái hiện tượng, thì nó gọi là mốc thời gian. Trên thực tế cái mốc thời gian của chúng ta chính là nửa đêm 0 giờ. Nhưng khi đo thành tích vận động viên, người ta tự động set cái đồng hồ của cái ông trọng tài này nè, ông set về zero để ông đo thành tích của vận động viên, chứ ông không dùng cái đồng hồ thực tế. Như vậy hành động ông set về zero lúc 8 giờ, ông set nó về zero, thì gọi là mốc thời gian. Như vậy trong trường hợp này, mốc thời gian được chọn lúc 8 giờ, có nghĩa là ông này ông đã set cái đồng hồ ông về zero ngay tại thời điểm, ngay tại cái lúc mà bắt đầu diễn ra cái cuộc thi điền kinh. Như vậy thì lúc này đo thành tích của vận động viên là phải dùng cái đồng hồ của ông trọng tài, là cái đồng hồ thực tế nữa. Rồi, như vậy con phân biệt được mốc thời gian đúng không? Nhớ nha. Rồi, con ngó thử coi lúc này hai cái đồng hồ này chỉ bao nhiêu. Nếu một vận động viên chạy thành tích là từ 8 giờ đến 11 giờ. Như vậy thì con thấy cái đồng hồ của khán giả chỉ từ 8 giờ đến 11 giờ. Trong khi đó cái đồng hồ khảo sát thì nó lại chỉ 3. Như vậy lúc này cái con số 3 này nè, nó chính là thành tích của vận động viên. Và cái con số 3 này nó chính là cái thời gian thành tích của vận động viên. Còn cái con số 11 này nó không phải là thời gian mà nó là thời điểm. Do vậy chúng ta có khái niệm thời điểm và thời gian. Như vậy nếu như khán giả nhìn vô đồng hồ thì thấy à, cái vận động viên này kết thúc là lúc 11 giờ. Và như vậy thì thời gian di chuyển của vận động viên này là lấy 11 trừ 8 là 3 giờ. Nó bằng với lại cái con số hiển thị trên đồng hồ của cái ông trọng tài. Như vậy thì cái khái niệm thời điểm nó chính là khái niệm mấy con số ở trên đây nè. Đây là cái trục đồng hồ thực tế, thì mấy cái con số này nè nó chính là thời điểm.
Do vậy chúng ta nhìn trên đồng hồ ở nhà chúng ta biết con số đó, nó là thời điểm. Và thời điểm thường gắn liền với cái từ chúng ta hay dùng trong thực tế, lúc, vào lúc, tại thời điểm thì nó rõ ràng quá rồi, nhưng đôi lúc chúng ta không nói tại thời điểm, chúng ta hay nói vào lúc. Ví dụ, vào lúc 6 giờ sáng tôi dậy, vào lúc 7 giờ sáng tôi chuẩn bị đi học, vào lúc 8 giờ tôi đến trường, vào lúc 9 giờ 30 ra trời. Như vậy là những cái khái niệm mà chúng ta gắn với cái từ vào lúc hay là tại thời điểm thì nó đều gọi là thời điểm hết. Phân biệt rõ thời điểm nha. Thời gian khác thời điểm ở chỗ nào? Thời gian lúc này chúng ta chú ý. Ví dụ như cái đồng hồ của vị khán giả, lúc 8 giờ là thời điểm bắt đầu cuộc thi, lúc 11 giờ anh này kết thúc cuộc thi. Như vậy thời gian diễn ra cuộc thi là 3 giờ, có nghĩa là lấy 11 giờ kết thúc là 3 giờ. Như vậy lấy 3 trừ 0 là 3. Như vậy kết quả hai cái đồng hồ này đều đo được cái khoảng thời gian giống nhau, đó là 3 giờ. Nhưng cái hình thức chúng ta đọc thông tin thì đối với cái ông trọng tài, ông nhìn con số này ông biết là 3 giờ luôn, đây là thành tích luôn, bởi vì ông đã chọn gốc thời gian lúc 0 giờ. À xin lỗi, ông đã xét cái gốc thời gian lại là lúc 0 giờ rồi. Như vậy trong trường hợp này, thời gian được hiểu là gì? Là sự trôi giữa hai thời điểm. Nó khác với thời điểm. Thời điểm nó là những cái giá trị chúng ta đọc được trên đồng hồ. Nhưng thời gian thì là sự trôi giữa hai thời điểm. Tức là lấy thời điểm lúc sau trừ thời điểm lúc đầu chúng ta được thời gian. Rồi, mấy đứa ghi vào cho thầy. Chúng ta phải phân biệt rõ thời gian và thời điểm thì chúng ta làm bài mới được. Chứ còn chúng ta lơ mơ ở mấy cái khái niệm này, chúng ta làm bài nó rất khó. Bởi vì khi chúng ta dùng một công thức, chúng ta phải hiểu đại lượng ở trong đó nó là cái gì, thời gian hay thời điểm, để chúng ta dùng cho nó chính xác. Rồi, chúng ta đi qua khái niệm cuối cùng, đó là hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu thì nó là tập hợp tất cả những cái khái niệm hồi nãy chúng ta giới thiệu, chúng ta gắn kết nó lại thành một cái hệ gọi là hệ quy chiếu. Thì trong hệ quy chiếu phải có cái gì? Thứ nhất, vật so sánh, tức gọi là vật làm mốc. Chúng ta phải gắn vào vật làm mốc để chúng ta so sánh vị trí của các vật khi nó chuyển động với cái vật làm mốc. Mà để so sánh thì người ta dùng một cái công cụ, đó là cái hệ trục người ta gắn vào đấy để xác định tọa độ. Như vậy vật làm mốc gắn vào đó một hệ trục. Hệ trục có thể là OX, có thể là XOY, có thể là
Y và Z, O, X, Y, Z. Sau đó chúng ta phải chọn cho nó một cái đồng hồ để chúng ta khảo sát. Thì cái đồng hồ khảo sát chúng ta phải chọn một thời gian cho nó để chúng ta khảo sát hiện tượng, chứ chúng ta không có dùng cái đồng hồ thực tế. Thường là như thế, chúng ta không dùng cái đồng hồ thực tế mà chúng ta lại phải chọn lại cái góc thời gian. Bởi vì chúng ta khảo sát một cái hiện tượng đâu phải lúc nào cũng không giờ khảo sát đâu. Chúng ta khảo sát một cái chuyển động, nó diễn ra vào thời gian, vào thời điểm nào, thì chúng ta chọn góc, chọn góc cho nó phù hợp. Người ta gọi là góc thời gian. Và dĩ nhiên một cái đồng hồ để đo cái thời gian, đúng không? Rồi, như vậy túm lại chúng ta sẽ tạo ra một cái hệ quy chiếu như sau. Thứ nhất, chọn cho nó một hệ trục với chiều dương chúng ta phải xác định. Cái thứ hai, chọn cho nó một cái góc tọa độ nằm ở ngay vật làm mốc. Như vậy thì lúc này cái vật làm mốc là cái vật nào chúng ta phải giới thiệu. Và cái thứ ba, chúng ta phải chọn góc thời gian tại cái thời điểm mà diễn ra sự kiện. Như vậy là cái thời điểm diễn ra sự kiện chúng ta phải biết nó là lúc mấy giờ để chúng ta chọn cái góc thời gian ở đây. Rồi chúng ta ghi rõ cho thầy vô nhé. Ở đây thầy ghi là hệ quy chiếu gồm OX, góc tọa độ và góc thời gian thôi. Chứ tùy bài chúng ta sẽ chọn, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng chọn. OX là chiều dương, là chiều chuyển động, nên thầy ghi là OX chiều dương, góc tọa độ vật làm mốc, góc thời gian là lúc khảo sát. Cái này thầy sẽ chỉ mấy đứa cách chúng ta chọn, hoặc là đề nó chọn dùng chúng ta thì chúng ta làm như thế nào. Thì khi gặp phần bài tập thầy sẽ hướng dẫn. Bây giờ chúng ta cứ ghi cái hệ quy chiếu như thế, để nay mai thầy nói chọn hệ quy chiếu là phải biết chọn cái gì. 3 phần. Đúng là mình đã là gốc thời gian và đồng hồ. Tuy nhiên là chúng ta chỉ ghi gọn là gốc thời gian thôi. Rồi chúng ta kết thúc bài 1 ở đây. Chúng ta chuyển qua bài số 2. Rồi, con ghi tựa đề bài số 2 rồi, chúng ta bắt đầu. Rồi, đầu tiên chúng ta đi qua một ít bài cũ ha. Thì bài cũ hôm bữa thầy nói rồi, điều nào sau đây là đúng khi nói về chất điểm? Thì chúng ta chọn đáp án C là những vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo, đúng không? Câu 2 thì những cái vật nào không thể coi là chất điểm? Ví dụ như trái đất, cơ quan mặt trời. Thì chúng ta hôm bữa ta nói trái đất mà cơ quan mặt trời, thì nếu chúng ta biểu diễn cái khoảng cách giữa mặt trời và trái đất,
chỉ cần 15 cm thôi thì chúng ta đã coi trái đất nó giống như là một chấm điểm rất bé ha. Hoặc là chúng ta nói về viên bi, khi nó rơi từ tầng 6 thì viên bi có kích thước cực bé so với cái tầng chiều cao của cái tầng của 6 tầng xuống mặt đất. Chuyển động của ô tô trên Hà Nội từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh thì quãng đường rất dài so với cái kích thước của cái ô tô. Như vậy đáp án D, trái đất quay quanh trục. Chúng ta chú ý. Rồi, chúng ta nói về cái bài học ngày hôm nay, đó là bài chuyển động thẳng đẹp. Đầu tiên chúng ta nói về cái từ thẳng đều. Thẳng chúng ta hình dung ra được cái gì, cái khái niệm gì chúng ta học? Thầy mời Ngọc Mai. Thầy mời Ngọc Mai. Dạ dạ con. Theo con là khi nó tới thẳng, tức là nó tới cái gì của khái niệm bài trước? Dạ là nó tới chuyển động cơ. Không, cái chuyển động cơ thì chuyển động cong, chuyển động tùm lum tùm la cũng là chuyển động cơ vậy. Nói tới khái niệm gì? Quỹ đạo. Quỹ đạo hả? Quỹ đạo chứ sao lại nói chuyển động cơ, đúng chưa? Rồi, cái từ thứ hai trong cái này đó là nói tới cái đều. Đều ở đây mình hiểu nó là cái gì, thì rõ ràng bài học hôm nay sẽ cho chúng ta biết thẳng là quỹ đạo, dứt khoát nó là chuyển động thẳng. Mà chuyển động thẳng thì tôi phải chọn một hệ trục OX để tôi khảo sát. Do vậy bài toán nó diễn tả như sau: xếp một cái vật, đó là cái xe, nó chuyển động trên một đường thẳng. Vị trí của vật là x1, cắt cái góc tọa độ hay là cắt cái vật là mốc O một khoảng, thì trong trường hợp này cái khoảng này nó cũng chính là x1 luôn, và nó chạy theo chiều dương. Như vậy thì sau một khoảng thời gian, nó đi từ vị trí x1, nó đi tới vị trí x2. Và như vậy thì hai cái vị trí x2 và x1 này, chúng ta lấy cái thước chúng ta đo thì chúng ta được quãng đường. Thì trong trường hợp này tổng quát thì người ta không gọi là quãng đường đâu, mà người ta gọi nó là độ rời. Độ rời được ký hiệu là delta x. Tuy nhiên trong trường hợp này, cái độ rời này cũng chính là quãng đường. Do vậy ở đây lưu ý cho thầy, quãng đường thực chất nó chính là độ lớn của độ rời. Nếu thầy xét một hướng, nhớ một hướng thôi nha, còn cái chuyện mà cái xe này nó chạy xong rồi nó quay ngược lại mình không có xét, xét một hướng thôi. Rồi, con ghi cho thầy, mô tả cái chuyển động này cho thầy. Đây, ghi cái mô tả vô. Rồi, bây giờ thầy xét thêm T1
là thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu nha, thời điểm ha, thời điểm. Ví dụ cái đồng hồ thực tế của chúng ta đi ha. Đấy, mấy giờ? Ta xét đây là thời điểm ban đầu. Và vật có tọa độ là x1. Sau đó tới vị trí số 2 thì vật có tọa độ x2 và thời điểm là t2. Đấy, ví dụ như lúc này cái đồng hồ nó chạy như vậy. Đấy. Đấy, đây t1. Đây t2. Như vậy thì lúc này chúng ta được quãng đường và thời gian. Thì hồi nãy thầy nói rồi, quãng đường thực chất nó chính là khoảng cách m1 m2. Lúc này chúng ta lấy x2 trừ x1. Và cái thời gian di chuyển từ m1 tới m2, chúng ta lấy t2 trừ t1. Như vậy ở đây chú ý cho thầy, cái t này nó được gọi là thời gian di chuyển. Cái s này được gọi là quãng đường di chuyển. Đó, nhớ cho thầy. À, tại vì cái khái niệm thời gian là sự trôi hai thời điểm. Người ta ký hiệu thời gian là T, người ta ký hiệu thời điểm cũng là T luôn. Nhưng mình phải hiểu trong trường hợp này, thời gian T chính là sự trôi hai thời điểm T2 và T1. Rồi con ghi vô nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết lập phương trình. Tuy nhiên trước khi thiết lập phương trình, chúng ta đi qua cái khái niệm đầu tiên, đó là khái niệm tốc độ trung bình là gì. Tốc độ trung bình là gì? Rồi chúng ta quan sát hình ảnh hai chiếc xe chạy. Rồi, nhìn vào đây con thấy xe nào chạy nhanh? Nga Mi. Nga Mi cho cả lớp biết. Nhìn vào đây con thấy xe nào chạy nhanh? Dạ, con thấy là... Xe nào con? Dạ, xe B, xe A. Xe A đúng không? Xe A nhanh hay xe B nhanh? Rồi xe A nhanh. Rồi bây giờ hình như micro của Nga Mi nó hơi bị tiếng nó không được ổn định. Thầy mời bạn khác nói cho nó rõ hơn tí cho thầy nè. Xuân Tiến. Dạ thầy. Rồi xe nào chạy nhanh hơn? Con nói thầy nghe coi. Dạ thầy là xe A chạy nhanh hơn. Xe nào? Xe A. Xe A nhanh hơn. Bây giờ theo con á là chạy nhanh. Chạy nhanh tức là chạy quãng đường dài, đúng không? Dạ đúng rồi. Theo con là chạy nhanh là chạy quãng đường dài, đúng không? Rồi thầy mời bạn Quỳnh Mai. Dạ thưa thầy. Xe trong trường hợp này là xe A chạy nhanh hơn là do nó chạy quãng đường dài, đúng không con? Dạ thưa thầy là đúng. À, do nó chạy quãng đường dài. Nhưng mà bây giờ nếu như mà mình cứ lấy quãng đường dài mình so sánh thì mình có biết được sự chạy nhanh chậm không? Nếu mà quãng đường dài phải xét thêm cái gì? Con thấy hai cái xe này chạy với cái thời gian chạy giống nhau hay khác nhau? Dạ thưa thầy là giống nhau. À giống nhau. Như vậy thì mình phải nói là xe A chạy nhanh hơn vì nó chạy quãng đường dài hơn xe B trong cùng một khoảng thời gian. Con hiểu chưa? Phải nói đầy đủ như thế. Yeah. Trong cùng một khoảng thời gian. Rồi bây giờ thầy hỏi tiếp, nhưng chúng ta vẫn có thể biết được cái xe nào chạy nhanh hơn thông qua một cái kiểu so sánh khác. Cần ngó ha, giả sử thầy xét hai cái vận động viên thi đấu. Hai vận động viên thi đấu. Và cái quãng đường thi đấu chạy
người ta cho xác định. Ví dụ chạy 100 mét. Tại cùng thời điểm ban đầu. Rồi, chạy, chạy. Anh này chạy lao về tới đích. Mất 10 giây. Anh này lao về tới đích. Mất 15 giây. Như vậy thì lúc này thầy tạm gọi cái anh 1 là A, anh 2 là B. Như vậy anh nào chạy nhanh hơn? Đờ, thầy mời Thanh Huyền. Thầy mời Thanh Huyền, anh nào chạy nhanh hơn con? Thanh Huyền hay Huyền Thanh con? Thầy là anh A. À, anh A chạy nhanh hơn. Như vậy là cái việc nhanh hơn trong trường hợp này là mình so sánh trên cái gì? Trên quãng đường hay là trên thời gian? Thầy là thời gian. Thời gian. Với điều kiện là quãng đường có giống nhau không? Có. Có. Như vậy thì chúng ta chú ý cách so sánh sự nhanh chậm thứ hai là mình so sánh dựa trên cái thời gian chạy cùng một quãng đường. Như vậy thì trong trường hợp này, cho dù nó là cách so sánh số 1 hay số 2, chúng ta đều thấy nó có một cái đặc điểm sau đây, con ngó nha. Với cách so sánh số 1, con thấy quãng đường A lớn hơn quãng đường B. Con chia cho cái thời gian di chuyển của chúng giống nhau, thì con được cái thương số S chia T. Thương số S chia T của A lớn hơn thương số S chia T của B. Thì người ta gọi cái thương số này là A lớn hơn B. Bây giờ nếu chúng ta so sánh trên thời gian, còn ngó, FA và FB bằng nhau, nhưng TA thì bé hơn TB. Thương số tử số giống nhau, mẫu số càng bé thì thương số càng lớn. Như vậy lúc này con cũng được BA lớn hơn BB. Như vậy cho dù so sánh trên quãng đường trong cùng một thời gian hay so sánh thời gian trong cùng một quãng đường thì đều dẫn tới kết quả thương số S chia T, nó đặc trưng cho sự nhanh chậm. Như vậy trong trường hợp này, người ta đưa ra cái định nghĩa tốc độ trung bình là gì? Là quãng đường đi được chia cho thời gian đi được. Đấy, con ghi cho thầy cái định nghĩa. Cái này thầy chứng minh ha. À, con ghi tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động. Và được đo bằng thương số. Đây, S chia T. Con ghi cái này công thức. Con ghi cái thằng này được rồi. Còn cái thằng này thì nó gắn liền với cái trục ha. Thì con ghi S chia T. Còn nếu mà bạn nào vẽ cái hình rồi thì ghi cho thầy x2 trừ x1 chia T2 trừ T1. Như vậy ý nghĩa lúc này là T1 là thời điểm, T2 là thời điểm, x1 và x2 là tọa độ. Thì lấy hai tọa độ trừ nhau, nó chính là quãng đường. Hồi nãy chúng ta đã ghi cái đó rồi. Còn bạn nào sợ thì cứ ghi lại cho thầy cái nữa nha. Và T thì nó bằng T2 trừ T1. Hai thời điểm trừ đi chính là thời gian.
đơn vị của tốc độ trung bình thì thầy nói rõ cái chỗ này. Nó hoàn toàn lệ thuộc vào cái đơn vị của S và T. Thì S á, nó là quãng đường. Thì đơn vị của nó là đơn vị chiều dài. Mà đơn vị chiều dài thì trong chuyển động ở lớp 10 chúng ta khảo sát thường nó rơi vào mét hoặc km. À, cái này thầy nói là cái thường rơi vào nha. Còn T là thời gian chuyển động. Thì chúng ta sẽ có đơn vị là thời gian. Đơn vị thời gian mà chúng ta hay sử dụng trong chương trình đó là giây và giờ. Tuy nhiên ở đây chú ý giây và giờ nó đi kèm với quãng đường mét và km. Có nghĩa là khi chúng ta nói về vận tốc trung bình hoặc là khái niệm vận tốc thôi thì chúng ta hay có đơn vị là km trên giờ hoặc mét trên giây. Tức là nó phải đi cặp cặp với nhau như thế. Như vậy nảy sinh ra vấn đề từ mét trên giờ tôi muốn đổi sang km. Từ mét trên giây tôi đổi sang km trên giờ. Hoặc ngược lại từ km trên giờ tôi đổi sang mét trên giây. Thì tôi phải làm sao? Thì nhiệm vụ của mấy đứa về nhà chứng minh cho thầy. Nghe chưa? Từ mét trên giây muốn đổi qua km trên giờ. Thì tôi phải nhân cho 3,6. Còn từ km trên giờ mà đổi thành mét trên giây. Thì tôi phải chia cho 3,6. Rồi con ghi cho thầy cái này vào. Rồi, chúng ta đi qua cái khái niệm thứ hai, đó là tốc độ tức thì. Tốc độ tức thì tức là sao? Rồi, con nói ha. Ví dụ chúng ta nói về tốc độ trung bình là chúng ta gắn liền với vật chạy từ một vị trí A đến một vị trí B. Chúng ta đo cái quãng đường của nó, chúng ta đo cái thời gian của nó. Và thường thì chúng ta đo bằng phần thước, đúng không? Đo bằng thước. Nhưng bây giờ chúng ta đặt cái tình huống thế này. Bây giờ nếu như cái quãng đường này nó rất bé, có nghĩa là B nó gần như nó trùng với A thì sao? A gần như nó trùng với B. Có nghĩa là nó thay đổi rất 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 bé. Do vậy người ta nói là nó đi được một cái quãng đường rất ngắn, rất ngắn. Và như vậy thì với cái quãng đường rất ngắn đó diễn ra cái thời gian cũng rất ngắn. Như vậy chúng ta đặt tình huống như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là hình như là cái thằng A và thằng B này nó gần như là nó trùng nhau. Và như vậy thì lúc này khi tính cái vận tốc trung bình, đây là một cái khái niệm nó hơi chủ tượng một tí, bởi vì chúng ta chưa học cái công cụ người ta gọi nó là đạo hàm, chúng ta chưa học ha. Thì thầy gọi cái x 2 trừ x 1 là cái quãng đường rất rất bé, có nghĩa là gần như x 2 và x 1 nó trùng nhau. Đây con thấy không thầy bé nè, x 1 x 2 rất như là trùng nhau, cái bánh xe nó lật có tí xíu thôi.
Rồi thì cái thời gian di chuyển nó cũng có tí xíu à. Như vậy thì cái tí xíu đó thì gọi nó là delta S và delta T. Và khi con học đến lớp 12, khi con học thì thằng này nó tiến tới zero, thằng này cũng tiến tới zero, thì nó dẫn tới một cái khái niệm người ta gọi nó là đạo hàm. Con nghe cái từ đạo hàm ha. Thì lúc này vận tốc trung bình nó biến thành vận tốc tức thì. Ở đây con nên ghi như thế là tốc độ tức thì. Cái tốc độ trung bình nó biến thành cái tốc độ tức thì. Và người ta ký hiệu cái tốc độ tức thì đó là về luôn. Như vậy mình hiểu nôm na thế này. Bây giờ chúng ta đang chạy trên đường. Bỗng dưng chúng ta muốn biết tốc độ của chúng ta bao nhiêu. Chúng ta nhìn xuống cái đồng hồ xe, chúng ta thấy thì cái giá trị mà cái kim đồng hồ nó đang chỉ đó, nó chính là tốc độ tức thì. Khi chúng ta chạy đi xuống cầu, chúng ta thấy chạy nhanh, chúng ta nhìn vô cái đồng hồ thấy à nó là 50. Khi đi gần tới chỗ đèn đỏ thì chúng ta lại thấy chúng ta đi chậm lại, chúng ta nhìn xuống đồng hồ chúng ta thấy à nó giảm xuống 30, 20, 10, 5 và cuối cùng chúng ta thấy nó dừng lại, nó đứng yên zero. Như vậy thì cái giá trị mà chúng ta nhìn được từ cái đồng hồ công tơ mét ở trên cái xe, nó chính là giá trị tức thì. Và cái khái niệm thì nó hơi trừu tượng ở cái chỗ là nó chính là tốc độ trung bình, nhưng chúng ta xét trong khoảng thời gian rất ngắn và quãng đường đi của nó cũng rất ngắn. Cái khái niệm này nó dính dáng tới lim, nó dính dáng tới giới hạn. Và kết quả nó có được một cái khoảng quãng đường và một cái khoảng thời gian rất ngắn chia nhau. Và lúc này cái tốc độ trung bình nó biến thành một cái khái niệm, đó là tốc độ tức thì. Rồi con chỉ cần ghi cho thầy delta T rất ngắn, delta S rất ngắn, V trung bình thành tốc độ tức thì, ký hiệu V. Và trước giờ chúng ta học, chúng ta hay học là S bằng V nhân T, thì V này thực chất con đang nói về tức thì đấy. Bởi vì trong chuyển động mà con sử dụng S bằng V nhân T, nó là tốc độ trung bình. Nhưng đối với chuyển động thẳng lều thì tốc độ trung bình nó chính là tốc độ tức thì. Do vậy là thay vì ghi tốc độ trung bình ở cấp 2 thì mình không ghi, mình ghi V không ạ. Bởi vì V trung bình với V nó giống nhau. Trong trường hợp chúng ta xét chuyển động thẳng lều, lát nữa chúng ta sẽ nói cái đó. Do vậy nó có một cái loại chuyển động, đó là chuyển động biến đổi đều. Do vậy khi chúng ta biểu diễn cái tốc độ của nó tại thời điểm T1 và tốc độ của nó tại thời điểm T2, hoàn toàn chúng ta có thể có hai giá trị khác nhau. Như vậy thì làm sao chúng ta biểu diễn được ở thời điểm T1 tốc độ của nó khác với thời điểm T2? Ví dụ ở đây cái xe thứ nhất. À, thường thường chúng ta biểu diễn nó như thế này. Nếu mà bạn nào đọc tài liệu thì thấy, có nghĩa là chúng ta đang biểu diễn một cái đại lượng, đó là đại lượng vector. Chúng ta đi qua phần số 3. Vector vận tốc tức thì. Chúng ta đang có một cái vật, nó đang đứng ở một cái ngã tư. Chúng ta muốn biết hướng chuyển động của nó. Muốn biết hướng chuyển động của nó. Chúng ta biết là à, cái tốc độ của nó là nhanh hay chậm, chúng ta biết rồi. Bởi vì chúng ta sử dụng cái V, cái V trung bình, chúng ta sẽ biết nó nhanh chậm. Nhưng bây giờ chúng ta có nhu cầu muốn biết xem coi là nó đi theo hướng nào, thì chúng ta lại phải sử dụng, xây dựng một cái công cụ để hỗ trợ cho cái việc đấy.
mà cái công cụ đó chúng ta đã được học bên toán, đó là vector. Thế thì thầy hỏi chúng ta học toán ha, vector vận tốc hay là vector nói chung trong toán học nó có cái đặc điểm gì? Khi nói tới vector là chúng ta phải nói tới những cái đặc điểm gì? Thầy mời một bạn khác ha. Thầy mời Xuân Hy đi. Xuân Hy cho cả lớp biết coi. Bây giờ nếu mà nói về vector thì mình nói được cái gì về vector khi mình đã học ở lớp 10? Con đã học rồi đúng không? Học chưa con? Vector học chưa? Xuân Hy. Rồi. Rồi. Giờ khi nói tới vector là con liên tưởng tới cái gì? Nói thì nghe. Đặc điểm của một vector con học bên toán đó, gồm gì? Không biết hả? Rồi thì mời bạn khác. Sao vậy? Học 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 rồi mà sao giờ này không biết con? Hả? Rồi thì mời Huỳnh Như. Huỳnh Như nói cho cả lớp nghe coi. Khi nói tới vector là con phải nói tới những cái đặc điểm nào của vector? Thưa thầy là phương hướng và độ dài. À, phương hướng và độ dài. Nhưng mà nếu mà con biểu diễn vector mà con chỉ biểu diễn phương hướng không á thì nó hình như là nó không diễn tả được cái đối tượng mà chúng ta biểu diễn. Ví dụ như chúng ta biểu diễn một cái vector nó gắn liền vào một cái đối tượng nào đó thì thường cái vector nó phải được vẽ là nó phải có gốc, và một vector phải có gốc và gì con? Huỳnh Như nói tiếp đi con. Dạ. Một vector phải có gốc và điểm cuối của vector. Như vậy là độ dài của nó được đo từ đâu đến đâu? Mình học rồi, độ dài của vector được đo từ đâu đến đâu con? Thưa thầy là từ điểm gốc và điểm cuối của vector. À, người ta còn gọi là điểm đầu và điểm cuối vector, hay là gốc vector và ngọn vector. Được chưa? Như vậy là cái độ dài đó, chúng ta diễn tả cái vector đó nó lớn hay nó bé dựa trên cái độ dài. Dự án hết pin hả? Hết pin hả? Rồi, như vậy thì lúc này người ta gắn vào vật một cái vector gọi là vector vận tốc. Vector vận tốc nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất về độ dài, nó cho biết vật này chạy nhanh hay chậm. Nếu mà vector mình biểu diễn tỷ lệ của nó càng lớn hay là độ dài nó càng lớn, chứng tỏ nó chạy nhanh. Còn biểu diễn nó càng bé, chứng tỏ nó chạy chậm. Cái thứ hai, cái hướng vector nó cho chúng ta biết cái hướng chuyển động của vật. Như vậy thì vật khi nói về vận tốc, khi nói về tốc độ thì chúng ta diễn tả vừa cái khái niệm đó là nó chạy nhanh chậm, vừa phải có cái khái niệm chỉ hướng. Cho nên người ta gọi hai cái khái niệm đấy gộp lại thành vector vận tốc. Rồi, con ghi một tí. Ví dụ nó chạy qua phải hoặc là nó chạy lên trên này hoặc là qua trái thì con phải biểu diễn vector như thế này để nó chạy qua bên này. Còn nếu mà con muốn nó chạy lên trên thì con phải biểu diễn như thế này để cho nó chạy cái hướng lên trên. Và tương tự như vậy, để cho nó chạy xuống dưới thì con phải biểu diễn vector như thế này. Đợi. Con ghi khái niệm vector vận tốc rồi.
Và chúng ta tóm cái khái niệm bằng chữ này thành cái ký hiệu như thế này. Rồi con ghi cả hai cho thầy nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục về phần thứ tư, đó là phần chúng ta nói về chuyển động thẳng đều. Thế thì chuyển động thẳng đều thì hồi nãy thầy nói nó là một đường thẳng. Cái thứ hai đều ở đây là cái gì? Thì nãy giờ con cũng đã phán đoán được. Đều ở đây khi mình nói tới vận tốc trung bình, vận tốc tức thì, vector vận tốc, thì đều ở đây nó là cái gì? Chúng ta ngờ con quan sát cái hình ảnh cái con gấu này nó chuyển động, quan sát cái thời gian của nó, quan sát những cái mốc thời điểm mà nó đi qua A, B, C, D. Rồi, bây giờ thầy nhờ một bạn nói cho thầy cái thời điểm, thầy nói thời điểm nha. Ví dụ ở đây, thầy nói dùm mấy đứa 0 giờ. Bởi vì cái đồng hồ mình đang để 0 giờ, cái đồng hồ này là đồng hồ khảo sát. À, 0 giờ. Như vậy thì thầy muốn mấy đứa điền cho thầy cái thời điểm ở đây. Rồi, thầy nhờ một bạn ha. Con nhìn cái thời điểm mà cái con gấu này nó đi, con biết được thời điểm ở A là bao nhiêu. Thầy mời một bạn khác. Thầy mời Minh Thu. Minh Thu nói cho cả lớp biết thời điểm mà con gấu này nó đi qua điểm A. Minh Thu. Dạ, thưa thầy là 1 giờ. 1 giờ. Thời điểm con gấu đi qua B. Dạ là 2 giờ. 2 giờ. Thời điểm con gấu đi qua C. Dạ 3 giờ. 3 giờ. Thời điểm con gấu đi qua D. Dạ 4 giờ. 4 giờ. Như vậy thì chúng ta thấy thời điểm nó đi qua, thì chúng ta lấy hai cái thời điểm chúng ta trừ đi, chúng ta được thời gian. Như vậy nói thầy nghe, nhận xét cho thầy coi thời gian đi qua OA, AB, BC và CD như thế nào. Tiếp đi Thu. Dạ bằng nhau. Bằng nhau và bằng mấy giờ? Dạ bằng 1 giờ. 1 giờ. Bây giờ giả sử thầy cho quãng đường của nó đi
OA, AB, BC, CD cũng bằng nhau là 10 km. Và thầy tính được tốc độ trung bình của nó trên một số đoạn đường. Trong đó có đoạn OA thầy tính được, BC thầy tính được, OC thầy tính được và BD thầy tính được. Như vậy thì nhiệm vụ của các em hãy tính cho thầy vận tốc đi trên đoạn OD. Rồi, tất cả tính cho thầy vận tốc trên đoạn OD nó bằng bao nhiêu? Thầy mời bạn khác. Theo đúng công thức, vận tốc bằng cái gì chia cái gì chúng ta sẽ tìm được. Thầy mời Gia Lạc. Dạ thầy. Là vận tốc của nó là 10 km/h. Con lấy cái gì chia cái gì ra 10? Lấy quãng đường OD chia cho 4 giờ. OD chia TOD. Là 40 chia cho 4 bằng 10. 40 chia cho 4. Như vậy theo con 4 này là 4 là thời điểm hay là thời gian? 4 là thời gian. Thời gian. Như vậy từ O tới D chính là lấy 4 trừ 0. Như vậy nó chính là thời điểm luôn. Trong trường hợp này, cái 4 này vừa là thời gian vừa là thời điểm. Ha. Tuy nhiên trên thực tế mình gọi thời gian thì nó đúng hơn về mặt công thức. Như vậy con có nhận xét gì cho thầy? Rồi thầy mời bạn tiếp đi con. Gia Lạc nhận xét gì về mấy cái con số này đây? Rồi bạn Lạc, bạn nói tiếp đi con. Ở Gia Lạc không? Ờ, con biết gì, con có nhận xét gì? Không nhận xét gì hết, trời ơi, phải nhận xét chứ, đây nè, số nó giống nhau nè, có nhận xét gì không? Như vậy cái đều đây là cái gì đều nhau, đều đó là bằng nhau đó, là đều đó. Dạ, cái quãng đường là OA, AB, BC, CD là nó bằng nhau và thời gian di chuyển của bốn quãng đường nó cũng bằng nhau. Thì bây giờ mình nhận xét làm sao chứ, mình nhận xét bốn đoạn bằng nhau rồi bốn thời gian bằng nhau, nhận xét khác đi. Như vậy thì thầy bắt tính cái thương số này làm cái gì? Ngoài cái nhận xét là bốn đoạn đường bằng nhau, bốn thời gian bằng nhau thì còn nhận xét gì nữa? Cái V này gọi là cái gì con? Dạ là vận tốc. Không phải vận tốc, gọi là cái gì? Tại giờ mình học rồi, gọi là cái gì? Là vận tốc tức thì. Gọi là cái gì đây? Tức thì đâu mà tức thì, gọi là cái gì? Là tốc độ trung bình. Quãng đường chia thời gian mà tức thì à? À. Nói lại thầy nghe là coi. Là tốc độ trung bình. Gọi là cái gì? Giờ học có nghe có nghe thầy giảng bài không con? Gọi là cái gì? Nói nghe coi. Gọi là tốc độ trung bình. Như vậy nhận xét coi. Tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường như thế nào? Tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường là bằng nhau. Chứ tại là sao không đổi. Nhận xét được? Sao nhận xét không được mà do là mình không có nắm được cái vận tốc này, cái tốc độ này gọi là cái gì con? Rồi bây giờ thầy hỏi. À, trong chuyển động thẳng đều, tốc độ trung bình với lại tốc độ tức thì có giống nhau không? Dạ không. Tại sao không? Nói thầy nghe. Dạ tốc độ. Con vừa nói là tốc độ. Rồi nói đi con. Dạ. Con nói gì? Thầy hỏi là tốc độ trung bình và tốc độ tức thì có giống nhau không? Con trả lời là không. Thầy hỏi giải thích tại sao? Là con nhận thích coi. Dạ, vận tốc tức thì là khi mà thời gian và quãng đường là rất ngắn. Đúng. Thì còn, nó có bằng tốc không? Dạ không.
Rồi, bây giờ không là bây giờ thầy giải thích nè. Nếu mà con nói không á thì bây giờ thầy hỏi nha. Rồi. Theo con bây giờ con thấy là cái tốc độ trung bình mình tính ở trên cái đoạn đường này nè là nó giống nhau đúng không? Bởi vì mình lấy những cái thông tin như thế này. Bây giờ thầy hỏi con với quy luật này, bây giờ thầy hỏi con nè. Thầy chia nhỏ này ra. Chia nhỏ OA ra thì theo con là khúc này là bao nhiêu km? 5 km. Rồi, theo con dự đoán được thời gian nó chạy đến đây không? Là 30 phút, 0,5 giờ. Rồi, 0,5 giờ. Như vậy con lấy 5, con chia 0,5 coi. Tức là con đang tìm cái gì đó? 5 chia 0,5 là con đang tìm cái gì? Là tìm tốc độ trung... Là tốc độ... Ủa? Là tốc độ trung bình. Rồi, vậy là nhiêu? Là 10. Là 10. Bây giờ con tưởng tượng tiếp ha. Thầy chia nhỏ này một nửa nữa. Thì là nhiêu? Dạ là... 0,25 giờ với lại 2,5 km. À, 2,5 chia 0,25. Như vậy con được nhiêu? Vẫn được 10. À, vẫn được 10. Bây giờ nếu vậy là theo quy luật đó, con cứ chia nửa, chia nửa, chia nửa, thì cuối cùng con thấy cái đoạn đường nó càng ngày nó càng ngắn hay nó càng dài? Dạ, càng ngày càng ngắn. Càng ngắn. Rồi thời gian nó càng ngày càng lớn hay là càng 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 nhỏ? Càng ngày càng nhỏ luôn. À, và đến một lúc ở đó nó tiến tới tốc độ tức thì được không? Dạ được. Vậy thì theo con là lúc này nó có bằng tốc độ trung bình không? Dạ có. À, đấy, mình phải suy luận như thế. Như vậy lúc này thì theo con là tốc độ tức thì và tốc độ trung bình sao? Dạ là bằng nhau. À, giống nhau. Hiểu chưa? Hiểu suy luận chưa? Dạ rồi. Gia Lạc hiểu suy luận chưa con? Dạ rồi. Và như vậy thì cái chuyển động thẳng đều nó có rất nhiều định nghĩa. Một trong những định nghĩa đó là dựa trên tốc độ trung bình. Người ta định nghĩa như sau. Chuyển động thẳng đều là chuyển động trên một quỹ đạo thẳng. Trong đó tốc độ trung bình như nhau trên mọi đoạn đường. Và đây là định nghĩa chúng ta dễ kiểm chứng nhất. Bằng cách chúng ta đo quãng đường, đo thời gian. Tuy nhiên, với cái suy luận, nếu mà chúng ta định nghĩa tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường đều giống nhau, thì trên đoạn đường nhỏ, trong thời gian nhỏ, thì nó cũng phải giống nhau. Như vậy chúng ta dẫn tới tốc độ tức thì của nó bằng chính tốc độ trung bình. Và như vậy thì người ta còn định nghĩa như sau. Chuyển động thẳng đều là một chuyển động trên quỹ đạo thẳng. Trong đó tức vận tốc hay là tốc độ tức thì không đổi. Lúc này người ta không nói là gắn vào là tốc độ trung bình trên mọi đoạn đường giống nhau. Người ta bỏ cái câu đó luôn. Người ta thay bằng chuyển động trên một đường thẳng. Trong đó tốc độ tức thì không đổi, hay tốc độ tức thì là hằng số. Lúc này người ta gọn lại, người ta không cần gắn với lại quãng đường bằng nhau, trong thời gian bằng nhau. Đó là định nghĩa ở cấp 2. Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng, trong đó vật đi được những quãng đường bằng nhau, trong khoảng thời gian bằng nhau. Đó là định nghĩa ở cấp 2. Nhưng lên cấp 3, con định nghĩa một cái cách khác khi con đã được trang bị những cái kiến thức liên quan tới tốc độ trung bình. Và khi mình đã được trang bị kiến thức liên quan tới tốc độ tức thì chúng ta có thể định nghĩa chuyển động thẳng đều bằng nhiều cách khác nhau. Rồi, bây giờ thầy mời một bạn thử định nghĩa lại cho thầy chuyển động thẳng đều thông qua tốc độ trung bình. Thầy mời bạn khác, thầy mời Gia Linh. Gia Linh nói thầy nghe. Như vậy tốc độ chuyển động thẳng đều được nghĩa làm sao? Nói thầy nghe coi. Thưa thầy, chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo thẳng
con vật đi được những quãng đường bằng nhau trong khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ. Đó là chúng ta định nghĩa giống như ở cấp 2. Bây giờ thầy muốn gắn vào cái tốc độ trung bình thì con định nghĩa làm sao? Thầy là chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo thẳng với tốc độ tức thì bằng nhau trên mọi quãng đường bằng nhau bất kỳ. Nếu mà con nói tức thì con gắn với quãng đường thì nó lại thừa rồi. Thầy đang muốn gắn tốc độ trung bình chứ thầy không muốn gắn tốc độ tức thì. Còn con đọc lại. Dạ thầy là chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo thẳng với tốc độ trung bình trên mọi quãng đường không trong với tốc độ trung bình bằng nhau trên mọi quãng đường À, bằng nhau bất kỳ. tốc độ trung bình bằng nhau trên mọi đoạn đường bất kỳ. Đúng. Bây giờ thầy muốn gắn vào cái khái niệm tức thì lúc này thầy có thể định nghĩa chuyển động thẳng đều như thế nào? Rồi thầy mời một bạn khác ha. Thầy mời Quỳnh Mai. Nếu thầy muốn gắn vào tốc độ tức thì thầy có thể định nghĩa như sao? Quỳnh Mai. Như thầy là chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ tức thì như nhau trên mọi quãng đường. Tốc độ tức thì như nhau trên mọi đoạn đường. Đúng rồi. Rồi, con ghi cho thầy định nghĩa vào. Và con thấy là trong trường hợp này người ta thay cái ký hiệu V trung bình bằng V tức thì. Như vậy V tức thì và V trung bình trong trường hợp này là nó bằng nhau. Con nhớ. Như vậy thực chất nó có ba cái định nghĩa về chuyển động thẳng đều. Con nhớ nha. Do vậy đôi lúc con làm trắc nghiệm người ta có thể hỏi chúng ta cái khái niệm là đoạn đường bằng nhau đi được những khoảng thời gian bằng nhau. Đây là tính chất của chuyển động gì? Thì con phải hiểu đó là chuyển động thẳng đều. Hoặc là tính chất là chuyển động mà tốc độ trung bình của nó như nhau trên mọi đoạn đường thì đó cũng chính là chuyển động thẳng đều. Hoặc là chuyển động mà tốc độ tức thì của nó như nhau trong suốt quá trình chuyển động hay là trong suốt tất cả những cái vị trí mà vật đi qua thì người ta gọi nó cũng có thể gọi nó là chuyển động thẳng đều. Số 2, chúng ta nói về phương trình chuyển động. Phương trình chuyển động. Như vậy thì nhiệm vụ của cái môn cơ học chất điểm hay là chúng ta hay gọi nó là động học chất điểm thì nhiệm vụ của trước chúng ta nói nhiệm vụ của nó là xây dựng những cái phương trình toán học để diễn tả cái chuyển động đó. Như vậy thì với chuyển động thẳng đều chúng ta xây dựng cái phương trình diễn tả chuyển động
như thế nào? Thì thực sự nãy giờ chúng ta có đầy đủ công cụ để chúng ta có thể thiết lập được cái phương trình cần nó thầy thiết lập. Chắc chắn mấy đứa sẽ thiết lập được. Bây giờ thầy muốn hỏi mấy đứa, lát là chúng ta sẽ ghi bài. Bây giờ thầy muốn mấy đứa trả lời cho thầy câu hỏi. Thầy gọi cái vật nó chuyển động trên đường thẳng. Tại thời điểm ban đầu, thay vì ghi là T1, thầy cố tình ghi là T0. Không sao, T0 này với T1 giống nhau. Tại thời điểm T2, thầy cố tình ghi là T. Và vật nó di chuyển từ tọa độ ban đầu là x0 tới một cái tọa độ nào đó thầy gọi là x. Bây giờ thầy muốn mấy đứa nhắc lại cho thầy cái quãng đường di chuyển lúc này nó có liên hệ như thế nào với x và x0. Thầy mời bạn lớp trưởng đi, lớp trưởng dưới cái tài khoản Nguyễn Hữu Cầu đúng không? Là bạn mời lớp trưởng. Thầy... như vậy s nó được tính làm sao con? Dạ, dạ thầy, là s thì sẽ bằng là o m trừ cho o a. À, lúc này nó được đánh dấu tọa độ đây nè. Như vậy lúc này nó sẽ là cái gì? Dạ, x trừ cho x không. À, x trừ x không, đúng rồi. Ai cũng biết, đúng chưa? Nãy giờ mình nói quá trời cái này rồi. Sau đó chắc chắn lớp chúng ta đã được học quãng đường và vận tốc dẫn thời gian. Như vậy thầy muốn biết cái thời gian di chuyển từ A tới M lúc này được tính như thế nào. Thầy mời bạn khác. Thầy mời Khánh Linh. Khánh Linh nói thầy nghe, thời gian di chuyển từ A tới M tính bằng giá trị nào đây? Dạ thưa thầy, là bằng T0 trừ cho T. T0 trừ T. T trừ T0. Đúng rồi, T trừ T0. Rồi, bây giờ chúng ta lại biết là trong chuyển động thẳng đều thì cái đại lượng không thay đổi đó là vận tốc. Thầy gắn vào đây một cái vector diễn tả vận tốc cho nó chạy từ A tới M. Mà cái vận tốc này không thay đổi. Như vậy chúng ta có cái công thức tính vận tốc. Đó là công thức gì? Đọc thầy nghe. Ái Linh. Dạ thầy, là V con. V này nó chính là V trung bình luôn á ha. V bằng cái gì? Hay là V bằng S-T. Rồi, S chia T. Bây giờ con lồng S, S mình tính nè, con lồng vô coi. Dạ, dạ x trừ x không chia cho x trừ chia cho T trừ T không. À, T trừ T không. Thì lúc này con suy ra được x là cái gì? Thầy đang chỉ mấy đứa chứng minh lát chúng ta ghi nha. Con suy ra x coi. Thầy suy ra x bằng x không cộng cho S. Cộng S hả? Nó đang làm gì có S nữa? Hết S rồi. Cộng cho V nhân T. V không phải V nhân T. Con suy con đặt tiếp xuống biến đổi cho thầy. Không phải V nhân T, con V nhân gì? V. Cộng V nhân cho T chứ T không. À đúng rồi, T trừ T không. Thì cái này nè, người ta gọi nó là phương trình chuyển động thẳng đều. Hay là nãy giờ thầy hướng dẫn mấy đứa, thầy hỏi mấy đứa trả lời và chúng ta ra được cái phương trình. Như vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của cái môn trong trường hợp chúng ta xây dựng quy luật chuyển động thẳng đều. Chúng ta đã hoàn thành được mục đích rồi đó mấy đứa. Là chúng ta đã có được cái phương trình diễn tả chuyển động thẳng đều rồi. Và bằng toán học và phát triển lên là dựa trên phương trình này, tôi dự đoán được vào lúc 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, vào lúc 7 giây, 8 giây, 9 giây, vật này nằm ở đâu.
lúc này chúng ta không cần phải dùng cái thước để chúng ta đo nữa, mà chúng ta đánh dấu được tọa độ của nó bằng cái quy luật toán học. Rồi, con vẽ cái hình trục rô, ghi rõ cho thầy x0, t0. Không cần ghi cách chứng minh nha. Khỏi. Khỏi. Nhưng điền cho thầy cái vận tốc vào. Sau đó con ghi cho thầy phương trình thôi, được rồi. Đây, con khỏi ghi cái này luôn, con ghi cái này cho thầy. Phương trình chuyển động thẳng đều. Đầu tiên con ghi phương trình. Người ta gọi đây là phương trình tổng quát. Khi chúng ta chọn T0 bằng 0 thì chúng ta có cái phương trình đặc biệt ha. Rồi, như vậy thì sau khi chúng ta đã có cái phương trình chuyển động thẳng đều, có nghĩa là chúng ta đã có được cái quy luật chuyển động rồi, chúng ta diễn tả được quy luật chuyển động rồi, thì chúng ta có cái nhu cầu là vẽ cái đồ thị cho nó. Vẽ cái đồ thị. Thầy nhắc ha, ví dụ thầy nói thầy có cái phương trình này. Và thường thì chúng ta gắn liền vào đây cái đơn vị của cái thằng x. Thì x và s nó có đơn vị giống giống nhau. À, thì thường chúng ta gắn vào đây đơn vị của x. Ví dụ, mét. Thì chúng ta gắn vào đơn vị cho thời gian. Đó là giây. Còn nếu chúng ta có đơn vị là km. Thì thường chúng ta gắn vào đây đơn vị giờ. Có nghĩa là t. Đơn vị là giờ. X đơn vị là km. Còn T đơn vị là giây. Thì X đơn vị là mét. Như vậy thì dựa trên cái phương trình này, chúng ta sẽ biểu diễn nó trên một đồ thị. Chúng ta thấy đây là một phương trình X theo T. Trong vật lý, X thường nó là hàm, T thường là biến. Ví dụ trong toán học chúng ta học y bằng 5 cộng 2 x trừ 1. Thì trong vật lý lại là x bằng 5 cộng 2 t trừ 1. Như vậy chúng ta đối xử t nó giống như là một biến. X nó giống như một hàm. Như vậy thầy hỏi x là một hàm theo thời gian. Đây là hàm bậc mấy? Thầy mời Ái Linh. Bậc nhất thì con học ở lớp 9 rồi. Phương trình bậc nhất thì đồ thị của nó có dạng là đường gì? Ái Linh nói thầy nghe. Dạ thầy là đường thẳng. Đường thẳng, đúng rồi. Như vậy con ghi cho thầy một kế tiếp. Đồ thị tọa độ thời gian của chuyển động thẳng đều.
Như vậy đồ thị tọa độ thời gian thực chất nó là một cái hàm như thế này. Như vậy để vẽ được cái đồ thị này thì đầu tiên con phải chọn cho nó một cái bảng giá trị. Cái bảng giá trị này thì bắt đầu từ đâu? Thường thì chúng ta phải bắt đầu từ T0. Chúng ta thế T0 vào là thế vào cái giá trị bé nhất. Và chúng ta tìm được X0. Sau đó chúng ta sẽ chọn một cái thời điểm bất kỳ để chúng ta vẽ. Như vậy để vẽ được một cái đồ thị thì ít nhất chúng ta phải có hai điểm, tức là hai cái tọa độ. Ví dụ trong trường hợp này thầy chọn T0 bằng 0 nhá, thì cái phương trình của thầy nó là thế này. X0 cộng VT. Cái T0 này không phải lúc nào nó cũng bằng 0 nha con. Thầy đang ví dụ. Thì lúc này cái bảng giá trị con chọn như thế này. Chọn nhỏ nhất là bằng 0. Tức là nhỏ nhất ở T0 bằng 0. Thì lúc này cái x0 của con nó bằng bao nhiêu? Thế vô. Tương tự như vậy con chọn một giá trị khác. Nghe chưa? Rồi. Như vậy thì cái cách thức chúng ta vẽ như thế nào thì trong bài học thầy sẽ chỉ. Bây giờ chúng ta vẽ cho thầy cái hình dáng thôi. Rồi con vẽ hình dáng vào. Đó, thầy lấy hai điểm con thấy không? Điểm thứ nhất là cái điểm ứng với T bằng 0. Nhưng không phải lúc nào cũng thế T0 bằng 0 nghe chưa? Bởi vì để, tùy cái đề. Cái điểm thứ hai là cái điểm ứng với một cái tọa độ nào đó còn lấy đại. Sau khi có hai điểm thì chúng ta nối thành một đường thẳng. Thì đây chính là phương trình x bằng x0 cộng vt. Cái này con ghi rõ cho thầy. Chọn T0 bằng 0. Và cái đồ thị vận tốc mà khi mà con vé nó chạy lên như thế này nè, thì thường thường tương đương với V dương, tức là nó chạy theo chiều dương. Chạy theo chiều dương. Tức là cái vector V chúng ta vẽ nó chạy theo chiều dương, nó hướng theo chiều dương. Còn nếu chúng ta vẽ cái đồ thị nó chạy xuống thì có nghĩa là nó chạy theo chiều âm. Rồi chúng ta ghi thêm cho thầy chỗ này vào. Cái góc alpha người ta gọi nó là hệ số góc. Cái này chúng ta sẽ khai thác nó khi thầy dạy bài tập. Còn bây giờ chúng ta chỉ biết à nó là một cái đường dốc hợp với phương ngang một cái góc alpha nào đó. Rồi con vẽ lại cho thầy ha. Vẽ nhanh lên con. Rồi hết giờ rồi. Rồi chúng ta tạm dừng ha. Đồ thị nó có hai dạng. Dạng đi lên và dạng đi xuống. À, con vẽ giống nhau ha. Nhưng vẽ cái đi lên cái đi xuống cho thầy. Cái đi lên tương đương với V dương. Tức là vật chạy theo chiều dương của trục. Còn đi xuống là vật chạy theo chiều âm của trục OX. Rồi, tuần này thầy chưa giao bài tập. Lý do chúng ta mới học. Cho mấy đứa nghỉ thêm ít buổi ha. Rồi tuần sau thầy lại dạy phương pháp bài tập thì thầy sẽ giao bài tập cho mấy đứa. Rồi, thôi, nghỉ không? Dạ, chào thầy.
Rồi.